Rồi em chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nha bác, một số mà hai em hàng vừa về xong nhá, quay nhanh chi tiết báo giá luôn. Đấy, các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh, nó xem sản phẩm video mới cho em nhá. Mua hàng thì hóa đơn cứ từ 200 trở lên, miễn phí ship bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Đấy, rồi em sẽ đi nhanh vào những hàng đầu tiên trong cái video này. Các bác thì khi mà các bác đặt hàng rồi thì các bác đã gọi điện thì các bác không nên nhắn tin nữa. Mà các bác đã nhắn tin chốt đơn rồi thì không nên gọi điện nhé, sẽ định chạm lên trúng đơn. Rồi em vào nhanh mã đầu tiên. Mã đầu tiên em lên luôn cho bác đó là cái thảm ngải cứu này. Các bác cứ lên mã em sẽ là thảm ngải cứu. Đấy, bắt đầu đang vào mùa lạnh rồi, các bác mua cho em cái thảm ngải cứu này về dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ có tác dụng là giữ ấm cho cơ thể này, rồi là giúp đả thông kinh mạch này. Đấy, lưu thông máu, mạch máu, khí huyết được. Các bác nào đau người, đau ngậm, đau lưng, đau đốt sống cổ các thứ, rồi đau cổ vai gáy, đau lưng, đau toàn thân, các bác dùng cái thảm này để các bác chườm. Nó là chiết xuất từ ngải cứu nhá, bên trong là sẽ có ngải cứu đấy và những cái thành phần dược liệu nhá. Thì khi mà sử dụng được, các bác về cắm điện vào thì nó có một cái dòng điện chạy qua, nó sẽ làm nóng cái thảm này lên đấy, và cái ngải cứu nó sẽ bốc lên, nó sẽ chườm vào cơ thể của bác nhá, giúp các bác là khỏe hơn, người ngậm các bác khỏe hơn, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, các bác có thể mua về sử dụng này, rồi các bác các anh các chị này mua về biếu người thân người nhà nhà mình, lấy một cái món quà gọi là vô cùng ý nghĩa luôn các bác nhá, một cái món quà vô cùng ý nghĩa luôn. Cái này thì rất là dễ dùng thôi, về các bác chỉ việc trải ra, sau đó là các bác cắm điện vào đấy, và các bác dùng cái nút cái tay điều khiển này các bác bấm cho em là các bác xài được các bác nhá. Đấy, dùng tay điều khiển các bác bấm cho em là các bác xài. Em báo giá luôn này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm ngải cứu chườm nóng nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Đấy, 350.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái thảm ngải cứu chườm nóng nhá, thành phần chính là từ ngải cứu và một số các loại dược liệu khác thôi nhá. Đây các nhá, khi mà giải ra thì cái sản phẩm này kích thước của nó sẽ là vào là 1,5 m nhá, 1,5 m nhân với lại 60, chiều dài là 1,5 m và chiều rộng của nó là 60, khá là dài luôn. Đấy, để các bác nằm thoải mái luôn. Đó thì về các bác chỉ việc là cấp nguồn, cắm điện vào cho em. Đấy, cấp nguồn đây, cấp nguồn các bác cắm điện vào. Sau đó đây, cấp nguồn các bác cắm điện vào, sau đó các bác dùng cái điều khiển là các bác xài. Thì nút giữa này của nó sẽ là nút bật lên này. Đấy, và cái nút bên cạnh này của nó sẽ là chế độ là cài đặt thời gian nhá. Đấy, nó sẽ có 30 này, 30 phút này, 45 phút này, 60 phút này, 90 phút này. Thì theo các dược sĩ thì các bác ấy bảo là khuyên dùng thì cứ nên dùng cho em là ví dụ như là bác nào mà bình thường đấy, thì các bác cứ nên dùng 30 đến 45 phút một ngày trước khi đi ngủ. Còn bác nào mà bị nặng, bị bệnh nhiều thì các bác có thể là tăng lên một chút. Còn nếu mà thường thường thì cứ dùng trong vòng 30 đến 45 phút là tốt nhất nhá. Đấy, và các bác cứ dùng hẹn giờ đấy, các bác hẹn giờ dùng đây thì khi mà hết cái thời gian này nó sẽ tự động ngắt này, nó sẽ có 30, 45, 60, 90. Đấy, các bác dùng giờ nào thì các bác bấm lên đây thì nó sẽ nảy cái màu xanh lên này. Đấy, đây là cái nút hẹn giờ nhá. Còn cái nút giữa này là cái nút tắt đi bật lên. Đấy, nút giữa là nút tắt đi bật lên. Đấy, bật lên này. Đấy, hẹn giờ, cài đặt chế độ hẹn giờ này 30 phút này, ví dụ em để 30 phút này. Đấy, nó sẽ sáng màu xanh. Và cái bên này là cái nút cài đặt cái cấp độ nhá. Đấy, các bác muốn nóng nhiều, nóng ít. Đấy, ví dụ như là nấc 3 thôi hoặc nấc 4, nấc 5 thôi, các bác muốn nóng nhiều lên nữa thì các bác đẩy lên mức nấc 8, nấc 9, nấc 10. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng. Đó, đấy, nút này là nút tăng giảm cấp độ này. Còn nút bên này thì là nút điều chỉnh thời gian này trong vòng 30 phút này. Và nút giữa là nút bật tắt, có thế thôi. Về các bác bật lên, sau đó các bác cài đặt thời gian và cài đặt cấp độ là các bác cứ thế các bác nằm tận hưởng thôi. Đấy, giúp các bác lưu thông mạch máu, lưu thông khí huyết này, rồi là các bác đau người ngậm này, đau xương khớp này, đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là cơ thể mà nó yếu này, nó bị lạnh này thì các bác giải cái thảm này ra. Đặc biệt là những cái đợt vào đợt mùa đông ở miền Bắc này, thời tiết nó rất là lạnh. Đấy, các bác giải cái thảm này ra. Đấy, trước khi đi ngủ nhá. Các bác cứ bật cho em khoảng tầm 3 phút thôi, đấy cho nó nóng lên, sau đó các bác nằm ra và các bác tận hưởng thôi. Đấy, ngủ cực kỳ ngon luôn. Cái mùi ngải cứu khi mà về các bác nhận hàng, các bác cứ mở ra cái mùi ngải cứu nó thơm phức luôn. Dùng thích lắm, cái này em bán rất là nhiều rồi. Nên yên tâm về chất lượng, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy. Giá sẽ là đi 350.000 nhá, 350.000 là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, một cái sản phẩm về các bác nên mua về sử dụng. Dùng rất ok, đặc biệt là cho những người già. Đấy, những người già, người đau, người ngậm bị các thứ là bệnh biết các thứ nhiều, các bác mua về sử dụng nhá. Trị liệu các thứ rất là tốt. Đấy. Rồi các bác anh chị em mua về tặng ông bà bố mẹ một cái món quà rất ý nghĩa nhá. Thảm ngải cứu làm nóng giá 350k, bao ship tận nhà nhá. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái quận
cái cuộn dây led nháy 40 mét nhá. Đấy thì này, bắt đầu đang vào mùa Noel này, mùa cuối năm này. Đấy, bắt đầu thì hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác đấy trong cái dịp này. Đấy thì nói chung là cứ mùa nào thức đấy các bác. Đó thì lại tiếp tục về để phục vụ các bác có nhu cầu sử dụng nhá. Trang trí ngày Tết này, trang trí Noel này, trang trí dịp cuối năm này, trang trí nhà cửa cho đẹp này, cho nó nháy lộng lẫy đây này. Thì các bác mua cho mấy cuộn này về nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây led nháy dài 40 mét nhá. Giá của em thì hôm nay năm nay thì nó sẽ tốt hơn giá năm ngoái. Giá năm nay thì chỉ có 65 ngàn bộ thôi. Năm ngoái em đang bán là 90 ngàn bộ đấy. Năm nay về mức giá rất là dễ mua. Đấy, giá em giảm thật sâu cho bác để các bác dễ mua, dễ sắm sửa nhá. 65k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây led nháy 40 mét nhá. Đấy, một cuộn này dài là 40 mét về các bác mua một vài cuộn về trang trí rực rỡ cả nhà luôn. 40 mét thì các bác dùng cho em thoải mái luôn, siêu dài nhá. 40 mét cơ mà. Đấy. Mà giá nó chỉ có 65 ngàn thôi. Giá rất bình bình dân hạt rẻ. Đấy, ở đây nó có một cái điều khiển luôn này. Đấy. Các thứ các bác điều khiển đây luôn rất ok nhá. Đó, dây led nháy 40 mét nhá. Giá sẽ là 65 ngàn một bộ đâu nhá. Chỉ có 65 ngàn bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đây. Đấy. Nháy rất đẹp, rất là ok nhá. Đây này. Đấy. Hệ thống nháy các bác nhìn này. Mắt led rất là nhiều, mắt led sáng cực kỳ, dùng tuyết cực kỳ, nháy rất đẹp luôn nhá. Đó, về các bác xài trang trí nhà cửa ok. 65k nhá, 65k, dây led nháy dài 40 mét quá nhá. Đấy, dây led nháy dài 40 mét 65 ngàn một một cuộn nha. Đấy, một cuộn to vật nha, 40 mét nha. Chỉ có 65 ngàn thôi. Đấy các bác mua đâu được cái giá này, chỉ có shop Tín Hiền với bán cho bác giá thôi. Đấy, 40 mét 65 ngàn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây led nháy 40 mét nhá. 65 ngàn một cuộn này thôi. Chỉ có 65 ngàn, giá siêu hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bao tay cao su để về các bác sử dụng này. Các bác làm bếp làm dép này, dọn dẹp nhà cửa này, đấy, dọn dẹp vệ sinh cần một cái bao tay cao su để các bác xài đi cho nó bảo vệ đôi tay của bác này, bảo vệ đôi bàn tay của bác này, đấy, không bị xước sát này, không bị hóa chất các thứ này. Các bác mua trong đôi này về dùng thích cực kỳ luôn, dày lắm, hàng 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 chuẩn, hàng loại dày đấy, hàng thương hiệu con hươu này nên các bác yên tâm rồi. Đấy, cái hàng thương hiệu con hươu này nó chuyên sản xuất bao tay rất là xịn luôn. Đấy, và cái bao tay này rất hay là thiết kế là rất là dài. Đây, khi mà đeo vào thì bình thường các bác đeo vào đúng không, đây. Đấy, các bác đeo vào đúng không, các bác đeo vào thì bình thường những cái loại này nó chỉ có ngắn đến khoảng tầm là cái cổ tay thôi, nhưng mà cái loại này các bác nhìn này, đấy, nó rất là dài và chỗ này nó có một cái chun. Đấy, các bác đeo vào không lo bị tụt nhá. Đấy, đeo vào không lo bị tụt, đây nó lên đến phần khuỷu tay em luôn. Đấy, rất ok nhá. Và cái phần này khi mà các bác sử dụng, các bác đi nó rất là vừa tay, rất ôm tay này. Đấy, đi nó rất là vừa tay, rất ôm tay. Nó là cái dạng cao su dẻo nhá, nó không phải cái dạng cao su cứng đâu, nên các bác dùng thích lắm. Đấy, nó đi nó thật tay, đi nó thật tay, các bác xài dụng hoạt động nó dễ. Đấy, xài dụng hoạt động nó dễ, không như những cái dòng bao tay thông thường. Các bao tay thông thường nó đi nó cứ xù xù ra rồi nó khó hoạt động, khó sử dụng lắm. Nhưng con này đi nó rất là ôm tay. Các bác nhìn này, đấy, đi rất ôm tay. Đấy, các bác nhìn nhá, đi rất ôm tay luôn, hoạt động mình sử dụng. Rửa bát rửa đĩa dọn dẹp vệ sinh nó rất là dễ và nó rất là dài. Cái hay của nó là nó dài lên đến phần khuỷu tay này, các bác xài dụng dùng thích thích này. Đấy, nó đỡ bị bẩn những cái phần cánh tay này. Đấy. Mình có thể ví dụ như là mình moi những cái chỗ bẩn rác rửa thứ lên không lo nó bị bẩn cái phần cánh tay này, dùng thích đó. Đó. Bao tay cao su nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái đôi bao tay cao su dùng để rửa bát dọn dẹp vệ sinh sử dụng hóa chất để bảo vệ đôi bàn tay các bác nhá. Bao tay cao su 30.000 vô thôi. Đấy 30.000. Thương hiệu hình con hươu nữa nhá, thương hiệu hình con hươu, hàng xịn luôn nhá, hàng xịn luôn đấy, hàng loại một đấy. Đó, 30.000 một đôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, 30k một đôi, bao tay cao su nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã cái chổi gạt kính nhá. Đấy, chổi gạt kính gạt nước nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái chổi chổi gạt 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 kính này. Đấy, các bác sau khi mà các bác rửa kính xong, các bác lau bằng khăn thì không bao giờ nó sạch được. Các bác phải có một cái sản phẩm là cái gạt kính này. Nhiều bác cứ hỏi là sao ở những cái siêu thị này, rồi là những cái chỗ văn phòng làm việc tòa nhà giờ nó rất là nhiều kính, nhưng mà làm sao người ta lại dọn nó sạch được. Thì đây, nó là cái này này. Đấy, nó là cái chổi gạt kính như này. Đấy, giá của nó sẽ là 20.000 một cái chổi đây nhá, chỉ có 20.000 một cái thôi, nhưng mà các bác gạt nó cực kỳ sạch luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng thì nó rất là dễ thôi, các bác cứ vệ sinh kính sạch sẽ đi. Đấy, sau đó là cái khâu cuối cùng, cái bước cuối cùng thì các bác cứ dùng cái này các bác gạt cho. Đấy, ở đây nó có một cái lưỡi silicone, nó rất là mềm. Thứ nhất là không gây xước kính, thứ hai là khi mà các bác gạt đến đâu là nó sẽ sạch bong kín kít kính đấy luôn. Và khi mà nó sạch nước, kính mà nó sạch nước thì không mà nó bị đọng hay là không mà nó bị ố nhá. Đấy, kính nó sẽ rất là trong coi nhá, kính nó rất là trong vì đây nó có một cái lớp lưỡi silicone này, là coi nhìn này, nó rất là mềm và nó nghĩa là nó vét
khô nước luôn, nghĩa là nó vét khô nước luôn nhá, vét khô nước luôn. Đấy các bác chỉ dùng việc các bác gạt này thôi. Các bác gạt này xem rất ok. 20k một cái nhá. Cứ lên mã nha, sẽ cái chổi gạt kính. Đấy, chổi gạt kính 20.000 một cái này. Đây các bác cùng xem cái thực tế về cái hiệu quả sản phẩm của nó mang lại này, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn chưa? Gạt đến đâu là trong vắt này luôn mà nó khô luôn. Đấy, thấy không? Thích không? Dã man luôn. Con này gạt sạch lắm mà dùng tích cực. Em cũng đã test nhà em rồi, gạt thích dã man luôn. Đấy, các bác vệ sinh kính cần một con này cho em. Vệ sinh gương kính là cần một con này. Sau khi các bác cứ rửa sạch sẽ xong rồi các bác dùng thì các bác gạt khô luôn, khô rong luôn mà nó bóng kính luôn nhá. Đấy, 20k một cái này các bác nhá, 20.000 một cái. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái túi nước giặt này. Bên mã em sẽ cái túi nước giặt nhá. Bữa trước đang bán cái hộp nước giặt nhưng mà cái hộp nước giặt bây giờ nó cái mã nó hết hàng rồi. Đấy thì nó ra cái sản phẩm mới rồi. Đó là cái hàn giặt 5 trong 1 này. Đấy, một cái túi này nó khoảng tầm 40 viên nhá. Đấy, khoảng tầm 40 viên thì về các bác giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, một cái túi này 40 viên với giá thì bên em đang gửi bác là 40.000. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là túi nước giặt 40 viên. Giá bên em đang gửi bác là 40.000 một túi này. Đấy, nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Khử khuẩn này, rồi là làm sạch quần áo này, khử mùi này, rồi là làm thơm, làm sạch quần áo nhá. Đấy, nó sẽ là 5 trong 1 như này. Đấy, nó sẽ có là 5 cái màu khác nhau này, 1 2 3 4 5. Đấy, ở giữa thì là làm thơm quần áo, xung quanh thì là làm sạch khử khuẩn, rồi là xả mềm quần áo nhá, làm mềm vải nhá. Một cái viên này thì các bác cứ giặt cho em khoảng tầm 2 đến 3 kg quần áo, tức là khoảng tầm 4 5 bộ. Đấy, ví dụ như nhà các bác nhiều thì cứ thả ra khoảng tầm mỗi lần giặt khoảng tầm 3 viên, còn nếu mà ít quần áo thì mỗi lần khoảng tầm 1-2 viên thôi là cũng thoải mái rồi. Thoải mái làm quần áo các bác thơm tho sạch sẽ rồi, dùng thích cực kỳ. Cái này em bán khá là nhiều đấy. Đấy, và cái mã này dùng ok đấy, vì nhà em cũng đang xài cái mã này mà. Đấy, cứ lên mã thì em sẽ được cái túi nước giặt 40 viên nhá. Nó giặt rất là sạch, rất là thơm nhá. Đấy, rất là sạch, rất là thơm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một túi này là 40 viên, về các bác xài thoải mái cho em luôn. Đây. Đấy, 5 trong 1 luôn. Về các bác không cần phải thêm dầu xả hay là thêm cái gì cả. Về các bác chỉ việc là vứt một cái viên này vào trong, 1-2 viên vào trong cái lồng giặt, là khi mà nó kết hợp với nước là nó sẽ tự động nó vỡ ra coi nhá, tự động nó vỡ ra, dùng thích lắm. Đó. Túi nước vặt giặt là 4 viên 5 trong 1 nhá. Đấy, 5 trong 1, giá của nó sẽ là đi 40.000 cho một túi này nhá. 40.000 một túi này. Đấy, 40.000 một túi. Cứ lên mã anh em sẽ là túi nước giặt 5 trong 1 này. Đấy, 5 in 1 này. 40.000 một túi. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này, dùng thích lắm. Đây. Ai chưa thử hàng giặt 5 nhất định phải dùng thử nhé. Khử khuẩn lưu hương, làm mềm, làm sạch. Viên này còn to hơn là viên cũ rồi nên là dùng rất là ok luôn. Chỉ cần ném trực tiếp vào trong máy giặt quần áo vừa thơm vừa. Ai chưa thử hạt giặt 5 trong 1 này thì nhất định phải dùng thử nhé. Khử khuẩn lưu hương, làm mềm, làm sạch. Viên này còn to hơn là viên cũ rồi nên là dùng rất là ok luôn. Đấy. Chỉ cần ném trực tiếp. Khử khuẩn lưu hương này, làm mềm, làm sạch vải nhá. Đấy, các bác dùng thì các bác chỉ việc là vứt trực tiếp cái viên này vào trong lồng giặt, không cần phải đong đếm hay gì cả các bác nhá. Đấy, một viên thì các bác cứ giặt trong, cứ định lượng cho khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo là các bác xài. Đấy, ví dụ gia đình nhà mình ví dụ nhiều nhiều được khoảng tầm 3-4 viên, còn không thì ít cứ khoảng tầm 1-2 viên là ok. Đấy, không cần phải đong đếm nhiều cả, chỉ việc là vứt 1-2 viên mà là xài thôi. Đấy, nhiều nhiều áo thì cho thêm cho em. Đấy, còn không thì cứ tầm 1-2 viên là đẹp rồi. Đấy các bác, cái này cũng có thể giặt tay luôn nhá. Giặt tay thì các bác cứ thả vào trong nước là nó sẽ tự động nó vỡ ra, nó tan ra. Đấy, còn giặt máy thì các bác cứ thả thẳng vào trong lồng giặt là các bác giặt thôi. Đấy, 5 trong 1 nhá. Túi nước giặt 40 viên 5 trong 1, 40.000 một túi nhá. Đấy, 40.000 một túi nha. Hàng rất xịn, sau hàng của Nhật đấy nên rất xịn các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em về lại về cho bác đó là cái mã giấy ăn này. Đấy, mã giấy ăn nhá. Thì bên em có hai mã, là một mã giấy cam và một mã là thùng giấy rút nhá. Thì em sẽ quay cái mã giấy cam trước này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái thùng giấy cam 20 gói nhá. Một thùng giấy cam này là 20 gói. Bên em đang gửi bác là 150.000 một thùng này. Một thùng 20 gói nhá. Nhiều bác hỏi là giấy có xịn không, giấy có bị mùi không, rồi là giấy có ngon không. Thì đây, cho bác coi luôn. Đấy, một cái túi này của nó là đi xem nào. Một túi này của nó là 360 tờ nhá. Đấy, 360 tờ, rất là nhiều luôn. Mà một cái thùng này của nó là 20 gói với mức giá là 150.000 quá nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái thùng giấy cam 20 gói nhá, 20 gói 150.000 cho một thùng này. Đấy, là bán cả thùng nhá, là 150.000. Đấy, thì giấy đây. Giấy thì cực kỳ xịn luôn, giấy xịn, giấy dai nhá. Giấy hàng giấy xịn, giấy dai nhá, như không phải dạng giấy bỏ bỏ đâu các bác. Dạng không phải dạng giấy, các bác nhìn này, em giật thoải mái luôn. Đấy, nó không phải dạng giấy bỏ bỏ đâu. Dạng giấy bỏ bỏ các bác vò này. Đấy, các bác vò cái là bắt đầu là nó sẽ mủn hết ra luôn như này, các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn thành nếp và nó rất là dai. Đấy. Về hàng này em cứ bao dùng bác luôn, các bác cứ mở ra kiểm tra thoải mái. Dòng giấy loại xịn nên yên tâm về chất lượng này. Đấy, đây một tờ của nó rất là nhiều lớp này, 4 lớp luôn này. Đấy, xịn cực kỳ. Đấy, cái này là
là hàng xịn nhé, và em lấy hàng này là hàng xịn đấy chứ không phải hàng hàng, hàng cứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy thì là cái thùng là thùng giấy cam, vì cái gói của nó là gói màu cam thì em gọi luôn sẽ là thùng giấy cam nhá, 20 gói nhá là 150.000. Còn nếu mà các bác lấy nửa thùng thì sẽ có giá là 80.000, nửa thùng thì của nó sẽ là 10 gói nhá. Đấy, nửa thùng là 10 gói, em ghi đây là ghi nhầm này. Nửa thùng là 10 gói nhá, nửa thùng là 10 gói. 10 gói này thì sẽ là đi 80.000, còn các bác lấy một thùng là 20 gói là 150.000. Đấy, mua về bắt đầu là các bác sử dụng tết nhất này. Nhà nhiều cỗ nhiều bàn này các thứ này, các bác xài mua cả thùng về các bác xài cũng được. Xài dần, hoặc ví dụ các bác nào dùng ít thì mình có thể mua nửa thùng nhá. Còn cái dòng này thì em nói luôn là đợt này bên em cái giấy này giá nó cao nên em không bán lẻ gói nhá. Bán lẻ gói nó khó bán vì sợ các bác bảo là đắt thì bán lẻ gói nó khó lựa thì thôi em bán là bán cứ theo nửa thùng một nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là nửa thùng giấy cam là 80.000 là 10 gói, còn các bác lấy cả thùng 20 gói là 150.000. Thông cảm giúp em là lần này em không bán lẻ nhá, cái này em không tách lẻ đấy, bán là bán một lúc là cả thùng hoặc là nửa thùng luôn. Nửa thùng thì là 80.000 10 gói, còn một thùng 20 gói thì là 150.000. Đấy, nhớ giúp em là không bán lẻ nhá, không bán lẻ nhá, vì đợt này là cái hàng này em không tách lẻ. Thông cảm với em đấy, đấy thì em cũng nói luôn thông cảm nhé. Rồi tiếp theo thì về bác cũng là cái mã giấy, cái giấy rút hoa hồng này, đấy cũng là hàng xịn luôn nhá, hàng giấy xịn, hàng giấy da đấy. Một cái túi này của nó là 1.100 tờ nhá, một gói này là 1.100 tờ, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái thùng giấy rút nhá, thùng giấy rút 10 gói, đấy thùng giấy rút 10 gói, thì một cái thùng này của nó sẽ là 170.000, đấy một thùng 10 gói như này là 170.000 này, nó là dạng giấy rút nhá. Những cái dạng này nó là rút nhưng mà dạng rút để bàn đấy, nó để bàn. Còn cái dạng này của nó là dạng treo lên đấy, về các bác có cái móc các bác treo nó lên, sau đó ví dụ các bác treo ở nhà vệ sinh nhà tắm, sau đó các bác bóc cái này ra, treo bóc cái này ra. Ở đây nó có một cái đường chỉ này đấy, các bác xé cho cái này ra, xé cái này ra nhá, đó, và các bác xé cái này ra và bắt đầu cứ thế là các bác rút được thôi đấy, cứ như này các bác rút ra này đó, các bác treo nó lên, sau đó cứ thế là các bác rút ra. Hàng cũng là hàng loại xịn nhá, hàng giấy giấy da nhá, và giấy là không có mùi nhá. Đấy, giấy da, giấy không mùi. Đấy thì một thùng này thì là đi 10 gói, 10 gói nhá. Một gói này là 1.100 tờ. Đấy, cũng là hàng loại xịn, hàng giấy hoa hồng, giấy loại xịn nhá các bác nhá. Thì một cái thùng như này thì là 10 gói thì là 170.000. Còn các bác lấy nửa thùng 5 gói nhá, nửa thùng 5 gói thì là 90.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu. Còn bên em không bán lẻ gói một nhá, không bán lẻ gói một, là bán là lấy là một lúc là một thùng hoặc lấy một lúc giúp em là nửa thùng luôn, chứ không bán lẻ gói, vì hàng này bên em không bán lẻ, không tách lẻ nhá, giá nó rẻ lắm rồi, nhưng thôi không tách lẻ, bán là bán theo gói, bán theo nửa thùng hoặc một thùng luôn. Thì nhắc lại với các bác này, một thùng này là 10 gói này thì là 170.000 là 10 gói, còn các bác lấy nửa thùng 5 gói thì là 90.000 nhá. Đấy, lấy nửa thùng 5 gói thì là 90.000, hàng giấy rút hoa hồng loại xịn nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thùng giấy rút treo tường. Đấy, giấy rút treo tường là 170.000. Còn cái này là giấy thùng giấy màu cam các bác nhá. Giấy màu cam thì là đi vỏ màu cam thì là 20 gói là 150, lấy nửa thùng 10 gói 80.000 các bác nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy mã nào thì báo cho em. Có hai mã, mã giấy rút và mã giấy cam các bác nhá. Cái này thì em cũng đã quay video rồi, em báo giá nhanh luôn này. Cái bình trà này dung tích 1 lít này. Đấy, về các bác ủ trà, ủ cà phê này. Đấy thì các bác cái này em đang gửi bác là 90.000 một cái này. Đấy, 90.000 một cái bình pha trà này, pha trà, pha cà phê, ủ trà, ủ cà phê đây cũng khá là ngon này. Đấy, 90.000. Đấy, ngoài ra thì còn rất nhiều những mã hàng mới nữa thì các bác cùng đón xem video nhá. Đấy, em cũng có đăng video hết rồi. Cái bếp nướng này của Sơn Hào thì là đi 280 này. Còn cái bếp Hồng Ngoại kia thì là 390 nhá. Đấy, rồi là có cả cái cối xay bằng thủy tinh như này, cái cối xay bằng thủy tinh rất là xịn luôn. Mua một được hai này. Đấy, một cối 2 lít rưỡi, một cối nửa lít này, cái cối xay thủy tinh này thì là 350 nhá. Đấy, 350. Đấy. Rồi là có cả cái mã dao chặt đây này. Mã dao chặt nặng 800 g này, 150.000. Đấy, cái này cũng có video rồi thì các bác cứ đón xem video. Em có quay kỹ video cái này em báo giá nhanh thôi. Đấy thì các bác cùng đón xem video nhá. Xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nhá. Để mà các bác xem tiếp những sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì em lên nhanh luôn các bác, đó là cái bếp Hồng Ngoại này. Các bác lên mã giúp cho em cái bếp Hồng Ngoại nhá. Em báo giá luôn là 390.000 một cái con này, bao ship cho bác tận nhà luôn, hàng bảo hành cho bác là 18 tháng nhá. Bếp Hồng Ngoại, ưu điểm của cái dòng bếp Hồng Ngoại này là nó không kén nồi. Bình thường là các bác dùng những con bếp từ ấy là các bác cứ phải mua đúng cái bếp, đúng đúng những cái nồi nó bắt từ thì là nó mới dùng được, nhưng con này của nó là các bác không cần
phải là chọn nồi nhiều cả các bác, để nồi nhôm hay là nồi kim loại hay nồi bất cứ những cái nồi nào đấy, không cần phải kén nồi nhiều, các bác cứ để lên là nó bắt là nó đun thôi, vì nó bằng hồng ngoại các bạn. Đấy đây này, 3500W này, bảo hộ khi mất điện này, kiểm soát nhiệt độ thông minh này, nấu ăn thông minh này. Đấy, cũng rất là xịn quá nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đây em lấy cho bác coi, con này thì Hà cũng vừa mới về xong, cũng rất là xịn nhá, rất là xịn. Đấy, hàng đóng gói rất cẩn thận cho bác luôn, cầm một cái con bếp này nặng trịch luôn. Đấy, nói chung là đun bếp điện này thì yên tâm là rẻ hơn bếp ga rồi. Đấy, mà đặc biệt là nhà bác nào mà ít người, hoặc ví dụ như Tết nhất các bác mua cái bếp này về ăn lẩu cũng được. Đấy, quá ok luôn, ăn lẩu cũng quá ok luôn. Tết nhất mua con này 1-2 con về ăn lẩu cũng được. Đây, đấy, hàng vẫn nguyên siêu này. Đấy, về có bóc rồi nhá. Con này thì về các bác cứ cắm điện vào là dùng thôi. Đấy, sau khi sử dụng mặt bếp vẫn còn nhiệt, không chạm vào để tránh bỏng nhá. Đó, thì đây nó sẽ có là xào này, nướng này, nấu cháo này, lẩu này, hẹn giờ này, on off. Thì về các bác cắm vào, bật on off lên các bác, sau đó là nó sẽ nóng cái phần mai so lên, các bác để nồi lên là các bác đun thôi. Đấy, để nồi lên đun thôi coi nhá. QC pad luôn. Đấy, kiểm bảo hành đây, quạt gió thứ đầy đủ hết luôn nhá. Về các bác cắm vào là xài. Cái con này thì nếu mà dùng cái con hồng ngoại thì nó rất là dễ dùng. Đấy, nó không như những cái dòng bếp từ. Cái dòng bếp từ nó khó dùng lắm, nhưng con hồng ngoại này dễ dùng lắm. Đó. Đây nó ở đây nó có cả phần quai sách BDB lại này. Đấy, BDB lại rất tiện nhá. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bo viền kim loại này, phần trên này mặt kính nhá. Đấy, phần trên mặt kính thôi nhá. Toàn bộ mặt kính hết luôn. Đấy, cái nút này cũng nút bấm cảm ứng hết luôn này. Đấy, bấm cảm ứng ngon lành luôn. Con này hàng của Czech Line nhá, hàng Czech Line. À, cứ lên mã giúp cho em ra cái bếp hồng ngoại nhá. Đây các nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Giá nó sẽ là 380.000 một con. Đấy, 390.000 một con. Xin lỗi bác nhá, 390.000 một con. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Bếp hồng ngoại nhá. Lên mã giúp em sẽ là bếp hồng ngoại. À, nhắc lại các bác là hàng này là hàng không kén nồi nhá, không kén nồi. Nồi nào các bác cũng có thể đun được hết luôn nhá. Nồi nhôm, nồi đồng, nồi sắt, rồi các loại nồi các bác đun hết luôn nhá, nó không kén nồi, không như dòng bếp từ nhá. Và thứ hai là đun điện thì nó rất là tiết kiệm. Nói chung là chắc chắn là đun điện sẽ tiết kiệm hơn đun ga các bạn. Đấy, đun điện tiết kiệm hơn đun ga các bạn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bếp nướng này, bếp nướng của Sơn Hau nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là bếp nướng của Sơn Hau. Đấy, hàng của thương hiệu Sơn Hau. Con này em báo giá luôn là 280.000 một con, bao ship luôn. Bắt đầu đang vào mùa đông rồi, đấy, mùa lạnh rồi. Các bác mua về sử dụng, dùng để nướng thịt các thứ rất ok. Bề mặt phủ chống dính đá hoa cương. Đấy, bề mặt kháng khuẩn này, con này công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Sử dụng điện 220, công suất là 1500W, kích thước là sẽ là 51,6 x 13.5 x 27 nhá. Đây em mở cho bác qua một chiếc này. Hàng cũng rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Con này về các bác dùng để nướng nhá con nhá, để nướng. Đây. Đấy, con này nướng thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, cũng có phần quai BDB lại nhá. Phần mặt này thì tráng một lớp đá hoa cương nhá con nhá, tráng lớp đá hoa cương. Về các bác xài sử dụng. Đó, về là xài thôi. Đó thì về các bác cấp nguồn cho nó này. Cấp nguồn cho nó. Và các bác lấy dây nguồn các bác cắm vào đây. Ở đây cái dây nguồn này nó có cả cái núm dơ le chỉnh cấp độ luôn. Đấy, chỉnh cấp độ đó bác về sử dụng luôn. Đây có nhá. Đấy, đây. Bếp nướng Sơn Hau này, công suất là 1500W này, mặt bếp chống dính siêu bền này, không sinh ra khói, dễ dàng vệ sinh này. Thiết kế mỏng, đốt mỡ thừa, tốt cho sức khỏe này. Đấy, tự ngắt khi quá tải điện, an toàn sử dụng các nhá, dùng rất ok. Đấy, thì về các bác mùa đông các bác muốn nướng thịt, đấy, nướng thịt những thiếu các thứ nào các bác cho đây. Đấy, thịt bò, thịt lợn các thứ rồi. Đấy, cho đây các bác nướng, sau khi mà các bác nướng cái khu xong, các bác muốn để giữ nóng thì các bác cho sang đây. Đấy, cho sang đây và nó có một cái phần miệng này để khi mà các bác xài thì cái mỡ thừa nó sẽ róc theo cái lối này nó ra. Thì các bác để nó nghiêng nghiêng một chút này. Đấy, thì mỡ thừa nó sẽ róc theo lối này nó ra. Đấy, thiết kế rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, về các bác chỉ việc cấp nguồn vào đây sau đó là các bác xài thôi. Cứ lên mã giúp cho em xem cái bếp nướng của Sơn Hau nhá các bác nhá. Bếp nướng của Sơn Hau. Công suất là 1500W, sử dụng điện 220. Hàng xịn, hàng chất lượng luôn. Giá thì bên em đang gửi bác một cái con bếp nướng Sơn Hau này với giá là 280.000 và hôm nay thì em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 280.000. Bao ship tận nhà nhá. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bình pha trà, em báo giá luôn. Cái bình này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 90.000 một con bình pha trà này.
con bình pha trà này thì sẽ có dung tích là 1 lít quá nhá. Đấy, dung tích là 1 lít này. Đây, dung tích là 1000 ml. Về các bác dùng để pha trà, pha cà phê rồi là những cái đồ uống vào đây là rất là tiện dụng luôn. Đấy. Nó có giữ nhiệt nhưng mà các bác nhá, em nhắc luôn là hàng này là nó giá nó phù hợp với giá tiền thì nó cái giữ nhiệt thì nó chắc khoảng tầm 1 tiếng ạ, nó không giữ được nhiệt được lâu đâu, nhưng nói chung là đủ để đủ cái thời gian giữ nhiệt để các bác có thể pha trà, pha cà phê nhá. Đấy, đủ để các bác có thời gian để các bác pha trà, pha cà phê. Đấy, còn hàng là dùng ok nhá, hàng dùng ok. Cái này thì trước em bán nhiều lắm nhưng mà lâu lâu nó với đợt này với lại có hàng lại này. Đây, ở trong nó có một cái lưới lọc này thì về các bác có thể cho trà, cho cà phê vào đây. Đấy, sau đó các bác xoáy cái nắp này vào này và các bác chế nước vào là các bác cứ ủ trong này thôi. Ủ trong này là nó sẽ ủ thì nó sẽ phai ra trà với cà phê cái thứ là các bác phai ra là ok. Đấy, và các bác xoáy chặt nắp vào là ok. Cái con này cái cơ chế hoạt động nó rất là hay, là lúc nào các bác muốn rót ra thì các bác bấm vào đi xem. Đấy, và các bác nghiêng bình là nó sẽ chảy ra, còn bình thường các bác thả tay cái là nó sẽ ngắt luôn. Thậm chí là các bác có thể là đánh đổ bình nó ngửa ra như này thì nước không bao giờ chảy được nha. Đấy, nó thiết kế rất thông minh, trừ khi là các bác bóp vào đây thì nước nó mới chảy ra theo cái miệng này, còn không là thôi. Đấy, đây bên trong này, bên trong thiết kế rất là chắc xịn, chắc chắn và đẹp luôn. Đấy, đây đấy, rất là ok nhá. Nói chung là cái này em bán khá là nhiều đấy, nhưng mà lâu lâu nó vẫn có hàng lại nhá. Và nhắc lại với các bác một lần nữa nhá, nó là bình pha trà, bình giữ nhiệt đấy, nhưng mà nó giữ nhiệt được khoảng tầm 1 tiếng thôi, mà 1 tiếng thôi nhá, không giữ được nhiệt được lâu đâu, nên là các bác lưu ý cho em. Nói chung là nó cái đủ cái thời gian để các bác có thể là ủ trà, ủ cà phê vào đây thôi nhá. Đấy, ủ trà đủ thời gian để các bác pha trà, pha cà phê nhá. Đấy, chứ không giữ nhiệt, muốn giữ nhiệt được lâu thì không có đâu, vì cái giá nó chỉ có 90.000 thôi thì nó không lấy đâu ra được là được lâu. Đấy thì em báo luôn, không đến lúc đến nơi các bác lại bảo là hàng nó không giữ nhiệt được lâu hay nào. Nói chung là nó chỉ đủ thời gian để các bác ủ trà, ủ cà phê. Đấy, ví dụ như là mình uống trong một cái bữa trà này mình uống khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thôi là phù hợp rồi. Đấy, không cần giữ nhiệt quá lâu mà dùng để ủ trà, ủ cà phê đấy quá là đẹp rồi. Đấy, bình dung tích 1 lít nhá, có phần tay cầm cũng khá là chắc chắn, khá là đẹp luôn. Nói chung là thiết kế đẹp, dùng ok, dùng nó phù hợp với giá tiền các bạn. Đấy. 100k nhá, 100k. À 90k nhá, 90k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là bình pha trà. Đấy, bình pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đấy, 90.000 một con này thôi. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, 90.000 với cái giá này thì quá đẹp luôn rồi, mà chắc chắn chất lượng cực kỳ luôn. Cái khăn lưới rửa bát này, đấy, khăn lưới rửa bát ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lưới rửa bát ma thuật. Đó, cái này thì bên em sẽ bán được combo là 10 miếng với giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, vừa bán vừa chiên với bác luôn. Đấy, giá này gần như là giá vừa bán vừa chiên với bác rồi. Đấy, vừa bán vừa tặng luôn, chứ còn giá quá bèo luôn ạ. Đấy, 10 miếng mà chỉ có 10.000 thôi. Đấy, em đến với bác này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây 10 miếng đây. 10 miếng về các bác rửa thoải mái luôn. Cái hay của cái sản phẩm này ấy là nó có một cái lớp kim loại ở đây này. Đấy, nó như kiểu cái dạng búi rắc sắt ấy, nhưng mà nó thiết kế theo cái dạng miếng như cái khăn như này này. Đấy, thì về các bác sử dụng là các bác gấp vào, sau đó các bác kỳ cọ nhá. Bình thường là các bác rửa là các bác cứ phải lấy những cái búi rắc sắt có những cái vết bẩn mà nó cứng đầu, các bác cứ phải lấy cái búi rắc sắt các bác chà. Thì thay vì thế các bác mua trên cái khăn này về. Đấy, mình vừa có thể rửa được bát này, vừa có thể rửa được xong nồi, những cái vết nó két bẩn vào được các bác dùng các bác chà. Sạch cực kỳ luôn, dùng thích lắm. Đó. Thì bên em sẽ bán được combo là 10 miếng một nhá. Đấy, cứ bán được combo là 10 miếng một nhá. Giá chỉ có 10.000 thôi. Giá quá bình dân luôn ạ. Đấy, các bác cứ lấy giúp em là 10 miếng một là 10.000 cho một cái combo nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lưới nhá. Đấy, như kiểu dạng lưới như này này, khăn lưới để rửa bát. Đó, khăn lưới rửa bát ma thuật nhá. 10k. Đấy, 10k 10 miếng, quá bình dân luôn. Đấy, 10k miếng một sấp này luôn. Về các bác rửa thoải mái luôn, rửa cả 5 giờ không hết, dùng thích cực kỳ. Đây cho các bác xem một cái video thực tế về sản phẩm dùng thích lắm. Đây là miếng rửa chén mà mình hay dùng để rửa bát. Thật sự biết là nó bẩn đấy, bên trong nó chứa rất là nhiều vi khuẩn luôn. Nhưng mà nếu không rửa thì làm sao mà sạch được. Nhưng mà hôm nay mình mới tìm được cái món đồ này rất là tiện lợi luôn. Đây là một cái búi rửa bát bằng thép nhá, được làm 3 lớp đan xen nhau như thế này. Nhìn màu bóng như vậy thôi nhưng tạo bọt thì cực kỳ là tốt luôn. Rửa bát thì rất là thích mà nó có một độ mềm vừa phải. Rửa sẽ không hề bị đau tay một tí nào mà vẫn sạch bát đĩa như bình thường luôn. Ngoài để rửa bát ra, mọi người cũng có thể để vệ sinh căn bếp của mình cũng rất là sạch sẽ. Điểm mình thích nhất ở loại này là vệ sinh rất là dễ dàng, sẽ không hề bị bám thức ăn như những cái búi giáp cũ nữa. Dùng xong mọi người vắt lên rất là sạch sẽ và khô ráo. Combo 5 chiếc như thế này mà giá chỉ bằng một cốc trà sữa mà dùng được rất là nhiều lần luôn. Một món đồ rất là tiện lợi, mọi người nên mua nha. Đấy, đây thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng khăn mà nó theo kiểu dạng lưới này, nó không bị bám những cái thức ăn thừa hay những cái đồ vật các thứ dị vật vào trong này nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong các bác rũ qua một lượt xem cái nó sạch luôn. Bán combo 10 miếng một nhá.
10 miếng khăn lưới rửa bát ma thuật nhá, 10k. Đấy 10k là 10 ngàn quá nhá. 10 ngàn. Đấy là 10 miếng quá nhá. Giá rất hạt rẻ, vừa bán vừa chiên quá nhá. Em lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về đủ nhà bếp trước cho bác ấy luôn này. Đấy. Mã hàng tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái con dao chặt 800g, nặng gần 1 kg nhá. Đấy, bữa trước đang bán cái dao 1 kg nhưng mà cái dao 1 kg nó hết hàng rồi thì hôm nay về cho bác một ít cái mã dao nặng 800g thì nó gần 1 kg nhá, gần 1 kg. Hàng made in Japan này. Đấy, classic nhá. Con này của thương hiệu Murato, hàng cũng hàng bãi Nhật nhá. Hàng bãi Nhật, hàng bên em ôm lô, hàng thanh lý siêu thị. Rất xịn xò, ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng đúc liền thân này. Đấy, tay cầm móc gỗ 308 đồng, xịn cực kỳ luôn. Đấy, bao sắc bao bền. Đấy, các bác nào mà thích những cái dòng hàng nặng này, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là các bác băm chặt cho em con này ok. Đấy, chất thép thì cực kỳ sắc này. Trên này thì làm nhám chống dính, dưới thì chơi bình thường. Đấy nhá. Đấy, con này nặng 800g nhá, có cả cái phần lỗ đinh để treo dao. Nặng 800g. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con dao chặt C4 nhá. Dao chặt C4 nặng 800g nhá, tức là nặng 8 lạng đấy. Đấy. Nhiều bác miền Bắc hay gọi là 8 lạng. Đấy, còn miền Nam hay gọi là 800g nhá. Nặng gần 1 kg. Giá sẽ là 150.000 thôi. Giá này bên em bao giá thị trường luôn. Giá rất dẻo nhá, giá rất rẻ mà dao cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Về các bác chặt chiếc cho em con này là quá ok luôn. Đó. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là dao chặt C4 nhá. Đấy, nặng 800g này, 150.000 một cây này. Đây, các bác cùng xem lại này, hàng bãi Nhật nhá, made in Japan. Đấy, của thương hiệu Murato nhá, xịn cực kỳ luôn. Hàng classic luôn này. Đó, xịn chất lượng nhá. Con này số lượng hạn đâu nhá, không có nhiều đâu, các bác nhanh tay chốt luôn giúp em. Đó. Rồi em qua nhanh mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em về cho bác thêm một cái mã hàng cũng rất là mới luôn này. Đó là cái máy xay thủy tinh nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy xay thủy tinh. 350.000 một con này, bao ship luôn. Đấy, con này khi mà các bác xài thì nó sẽ có hai cối, một cối là 2,5 lít để các bác xay nhiều thức ăn. Còn một cái cối của nó là cối nhỏ, cối 0,8 lít đấy, để các bác xay những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là xay hành, xay tỏi. Còn ví dụ như cái cối to 2,5 lít là các bác xay những cái đồ to. Đấy, hàng này thì hàng sản xuất hàng của Việt Nam nhá. Đấy, sản xuất theo công nghệ quy trình của Nhật Bản này. Đấy, design in Japan nên là các yên tâm về chất lượng. Đó, sử dụng cho em điện 220. Công suất là 500W nhá, nó sẽ có hai cối nhá, một cối dung tích là 2,5 lít, một cối là 0,8 lít nhá. Đây, sẽ khui hàng cho bác luôn. Nói chung hàng này cực kỳ xịn nhá, hàng Việt Nam nhưng mà rất là chất lượng luôn. Đấy, em bán cái này về em lấy một bộ về em dùng thử rồi em thấy rất là ưng, thế là em lấy về nhiều về bán cho bác luôn. Đấy, có hướng dẫn cách sử dụng máy xay các thứ luôn này. Rất xịn xò ok nhá. Bên trong thì đây, nắp này. Đóng gói rất cẩn thận, xốp xiếc ngon lành cho bác luôn. Các bác yên tâm. Các bác dùng những con cối mà thủy tinh như này thì các bác yên tâm là dùng nó bền này. Thứ hai là nó sạch sẽ, dùng những cái đồ mà bằng thủy tinh ấy nó sạch sẽ ạ. Dùng những cái đồ bằng nhựa rồi là những cái đồ bằng kim loại đôi khi là nó hơi sợ. Đấy thì các bác chuyển sang dùng cái bộ thủy tinh cho xem. Đấy, con này toàn bộ bằng thủy tinh hết luôn. Đấy. Đây, cái cối này là cối 0,8 lít này, thủy tinh các bác nhìn này. Miệng dày cộp luôn. Đó. Phần dưới này đế của nó sẽ là đế chống trơn trượt nhá các bác nhá. Con này là cái cối là cối nhỏ, cối 0,8 lít đấy. Còn đây là cái cối to này của nó sẽ là cối 2,5 lít này. Cối 2,5 lít nhá, cối 2,5 lít đây. Cối 2,5 lít đây. Đấy, con này là cối 2,5 lít này, to dã man luôn. Đấy. Các bác cần to xay những cái món nhiều món ấy, xay thịt xay thiếc rồi các bác cho đây cho em. Quá xịn xò luôn. Đây. Đấy, đây con cối to thì lưỡi dao nó đây. Đấy, lưỡi của nó sẽ là 1 2 3 4 lưỡi nhá. Đấy, hàng 4 lưỡi này các bác yên tâm là xay rất là đều. Xay cực kỳ nhanh. Đấy thì về các bác mở cái phần bảo vệ lưỡi ra cho em nhé. Trước khi dùng các bác mở cho em phần bảo vệ lưỡi ra. Còn hiện tại thì bên nhà xuất đóng gói rất cẩn thận thì sẽ cho vào để bảo vệ lưỡi. Đó, còn cái đây là cái lưỡi của cái cối xay nhỏ. Đấy thì về các bác dùng cái cối nào thì các bác lắp cái lưỡi vào, có thế thôi. Đấy, còn đây là cái đế này. Đây cái đế để các bác ốp nó vào đây. Để khi mà các bác xài nó đỡ bị trơn trượt, nó có cái phần đế chống dính nhá. Đấy thì về các bác xài thôi. Cái này thì dễ dàng xài không mà. Đây là cái nắp của cái cối nhỏ này. Đấy, nắp của cối nhỏ các bác đậy vào. Đấy, nó có một cái giòn này, nó rất là mút này. Các bác sử dụng là đậy vào không lo nó bị bắn. Khi xay không lo nó bị bắn nhá. Đây, con này là cái con to. Cái cối này là cối to. Đấy, về các bác cũng lắp cho em cái giòn này vào. Sau đó là các bác xài thôi. Đấy, lắp cái giòn này vào các bác xài. Hàng này hàng đẹp quá, hàng đẹp chất lượng lắm. Đây. Đấy, về các bác lắp nó vào này. Đó. Cái con này mà khi mà các bác xài thì ví dụ các bác xay một phát hai cối cho em thì các bác cứ bày ra hai cối thôi. Đấy, sau đó là các bác lấy cái con máy xay ra. Con máy xay này thì công suất là 500W nhá. Đấy, sử dụng điện 220.
hàng hãng luôn. Nó sẽ có 3 cấp độ này, 1 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các bác dùng số nào các bác bấm số đấy cho em. Thích nhạy mạnh thì bấm 3, thích vừa vừa ấn 2, thích yếu yếu thì ấn 1 nhá. Cắm trực tiếp điện 220. Các bác khớp vào cho em. Đấy là các bác bấm lên là sai thôi. Máy sai cực kỳ khỏe và rất là ngon. Đấy các bác chỉ việc bấm vào đây, khớp vào cái bấm luôn. Đây là các bác nhìn này. Cái phần này nó sẽ khớp vào luôn này này. Đấy, khi mà các bác ấn vào nó khớp vào luôn. Đấy, thấy không? Nó khớp vào luôn. Cả cái này như thế này. Đấy, cái nắp này là nó sẽ khớp vào luôn. Đấy, nó khớp vào luôn nhá. Nên khi các bác xài sử dụng là các bác cứ khớp vào cái là các bác bấm là máy chạy thôi. Đấy, dễ dùng lắm. Dùng cái đồ thủy tinh này yên tâm, các bác nghe tiếng này. Đấy, nó rất là dày, dày cùng cục cục luôn. Dùng thích lắm. Đó. Thì con này giá bên em đang gửi bác là 350.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy xay thủy tinh nhá. Máy xay thủy tinh 2 cối, một cối 2 lít rưỡi và một cối là 0,8 lít. 350.000 thôi. Đấy, dùng những cái đồ thủy tinh thì nó sạch. À đây một cái chi tiết nữa này. Cái phần lõi này của nó sẽ là lõi thép này, khi mà các bác xài sử dụng là không lo nó bị tuyết. Đấy, bình thường là những cái hàng nhái nó là nó bằng nhựa ấy, là các bác xay nó hay bị tuyết. Đây con này của nó bằng lõi thép, các nhìn này. Đấy, bằng lõi thép các bác xay nó không bị tuyết cái đầu này nhá các bác nhá. Đấy, và đây chân của nó này. Đấy, nó khớp vào luôn. Đấy, nó khớp vào luôn. Đấy, các bác lắp vào nó khớp vào luôn. Ok luôn các bác nhá. 350.000 nhá. 350.000 giúp em là các bác mua một được hai luôn. Mua một được hai luôn. Mua một được hai. Đấy, mua một là được, hai là được một cái cối 2 lít rưỡi để các bác xay nhiều thứ này, và một cái cối nhỏ để các bác xay những cái thứ nhỏ này các bác nhá. Đây là hàng top 1 của thương hiệu này. Đấy, động cơ bền bỉ này, hoạt động êm ái này, an toàn tuyệt đối này, tự ngắt khi quá tải này, dễ dàng vệ sinh là hai chế độ linh hoạt này, hai chế độ xay linh hoạt này, lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao hai tầng sắc bén này. Đấy, hàng của hãng nên rất là xịn nhá. Nói chung là cái bộ này theo em thì các bác nên mua, các bạn nên mua vì thứ nhất là nó dòng thủy tinh, mà thứ hai là hàng của nó hàng hãng chứ không phải hàng trôi nổi, nên các bác yên tâm dùng nó chất lượng, dùng nó bền. Đấy, mà nó sạch sẽ, đặc biệt là những cái dòng thủy tinh này thì khuyến khích các bác nên dùng những cái cối bằng thủy tinh này, dùng nó sạch sẽ các bạn. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái cối bằng kim loại, bằng nhựa là này nó hơi ghê. Đấy, thì dùng những cái cối thủy tinh thì nó sạch sẽ, dùng thích lắm. Thì em đang dùng mà nên em lấy về em bán cho bác. Rồi, ở tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã gối mây này. Đấy, các bác gối hay bị nóng đầu này rồi là nó không êm này. Đấy, các bác mua cho em cái gối này về. Đấy, gối này bao gồm là cả vỏ cả ruột luôn. Đấy, thì ở đây các bác muốn thay ruột thì mình có thể thay, còn không thì ở đây nó có sẵn ruột rồi, ruột của nó rất là êm luôn. Đấy, ruột Everton luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng mình có thể là mở ra. Các bác sử dụng thay ruột sau này, ví dụ có hỏng thay ruột thoải mái. Còn đây cái mặt gối nó bằng mây, rất là mát, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và gối rất là êm nhá. Và cái dòng gối này rất là vừa phải. Đó, nó không to quá, không nhỏ quá nhá. Đấy, phù hợp cho các bác sử dụng này. Gối cực kỳ mát đầu, ngủ ngon hơn nhá. Đó, xịn cực kỳ. Chắc chắn chất lượng lắm. Một chiếc gối này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 55.000 một chiếc nhá. 55k. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái gối mây nhá, gối mây này. Nhìn này, đấy, gối mây, thiết kế hoa văn họa tiết, bo vùng quanh rất đẹp luôn. 55k một cái. Các bác lấy 2 cái thì em tính cho bác giá sẽ là 100k. 2 cái này, 2 cái gối mây thì là 100.000. Còn các bác mua lẻ 1 cái thì là 55k. 1 cái là 55.000. Còn mua 2 cái thì tính tròn tiền bác luôn là 100.000 cho 2 cái gối mây này. Xịn cực kỳ, chất lượng. Sau này ví dụ như là mình muốn thay ruột có thể thay ruột thoải mái luôn. Đấy, còn trước mắt là về mình về cứ mua này là về mình sử dụng luôn nhé, không cần phải làm thay ruột hay là ấy thêm cái gì cả, về chỉ việc dùng luôn. 2 cái 100 nhá, 1 cái bán lẻ 1 cái thì là 55.000. Đấy, tùy nhu cầu. Nói chung là các bác cứ mua cả đôi này về xài một giường 2 người là đẹp rồi đó. Về nó đồng bộ giường mà đẹp, mà chất lượng gối êm mát đầu, ngủ ngon hơn nhá. 2 cái 100, 1 cái 55.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã là cái khay để trứng này. Đấy, cái khay để trứng. Con này cũng hay tiện cực kỳ. Các bác trứng các bác hay để trong tủ lạnh mà khi mà các bác để nó hay bị lăn. Đấy, lăn rồi là nó va chạm, nó bị vỡ. Đấy, thì các bác mua cho cái này về. Nó là cái khay đựng trứng 4 tầng nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay đựng trứng 4 tầng. Cái khay này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một cái nhá. Chỉ có 50.000 một cái thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Đây. Đấy, thì về các bác đây các bác ngửa lên như này. Đấy, cái phần đầu này nó sẽ lòi ra này. Đấy, và các bác để trứng lên thì nó sẽ lăn xuống, nó lăn xuống này. Đấy, lăn xuống đây, lăn đây, lăn đây. Các bác cứ bỏ lần lượt đi, bỏ đầy khay được, và khi mà các bác lấy trứng ở đây ra thì nó cứ tự động nó lăn, nó dồn ra, dồn ra, dồn ra. Đấy, khi mà các bác dùng thì trứng các bác để lần lượt, các bác để ăn từ dưới lên trên là nó cũng sẽ những cái quả trứng cũ là các bác cũng sẽ được ăn trước luôn.
Đấy, ăn trước đi, nó không bị sợ để lâu sợ nó hỏng thôi nhá. Đó, 4 tầng luôn. Đấy, thiết kế rất là thông minh nhá. Khay đựng trứng 4 tầng nhá, 50.000 một cái này các nhá. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Quay với các bạn về cái hộp đựng trứng gà mà tôi mua, thực sự rất tiện lợi, đặc biệt là khi không gian tủ lạnh nhà hơi nhỏ, hẹp hẹp một dãy, không lãng phí không gian tủ lạnh. Điểm quan trọng là lấy trứng rất dễ dàng, lấy một cái nó sẽ tự động lăn xuống. Một dãy như vậy có thể chứa 30 quả trứng. Chất lượng và cách sử dụng không còn phải bàn cãi. Giỏ trứng trong nhà không còn lộn xộn, chiếm không gian diện tích nữa. Đấy, về các bác bỏ trong tủ lạnh nhìn nó rất là gọn nhá. Đấy, một khay này các bác xếp được khoảng tầm 30 quả trứng luôn. Đấy, các bác cứ lấy đến đâu là nó sẽ tụt ra đấy này. Đấy, mình sẽ lấy trứng nó lần lượt hơn, không lo nó bị trứng để lâu hay trứng cũ nhào cả. Đấy, cứ ăn đâu mình lấy đấy ra, rất tiện dụng nhá. Đó, một khay này là đi 50.000 khay trứng, các bác cứ lên mã em sẽ được khay trứng 4 tầng nhá, 50.000 một cái này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đấy, khẩu hàng của filter rất xịn sò nha, về các bác xoáy xe cộ thứ này, xoáy đồ dùng thiết bị sửa chữa này, anh em thợ thuyền dùng bộ lạnh quá ok luôn, hàng filter cực kỳ chất lượng nhá, chất liệu chính bằng dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đây, đó bộ khẩu 12 chi tiết nhá, bao tiền gì ạ? 160.000 bộ này nhá, 160.000 giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Khẩu 12 chi tiết nhá. Giá sẽ là 160.000, hàng của filter, hàng của hãng luôn nhá, nhưng mà hàng linh tinh đâu. Đấy. Cái này thì sẽ có gồm sẽ có các đầu khẩu từ 8 này, 8 cho đến 24 nhá. Đấy, 8, 10, 12, 13, 45, 17, 19, 24 này. Một cái thanh nối dài và một cái đầu một cái tay lắc 1/2 nhá. Tay lắc có đảo chiều luôn, xịn sò cực kỳ. Đây, sẽ gồm có là những cái đầu khẩu này từ 8 đến 24, nhỏ to có đủ cả luôn về góc xoáy nhá. Một cái thanh nối dài để bác nối dài ra các bác xoáy này. Một cái tay lắc 1/2 nhá, tay lắc có đảo chiều luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng tạch là các bác biết là có đảo chiều đúng không? Đây, đây là cái phần gạt đảo chiều. Đây của nó, khổ nó là 1/2 nhá, rất xịn sò ok luôn. Đấy, tay lắc to chắc chắn lắm. Đây. Đó, xịn cực kỳ luôn. Bộ này em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất là khen luôn, ưng cực kỳ. Đấy. Mà giá nó chỉ có 160.000 thôi, giá rất bình dân. Cái hàng này thì về em bao xài bao dùng luôn, về và các bác xoáy nó bị tuyết những cái con gel bên trong này thì em cho bác đổi trả bảo hành lại luôn. Đấy, yên tâm, bao dùng bao xài các bác xoáy thoải mái, không lo nó bị tuyết cái đầu bên trong đâu nhá. Đấy, dùng rất ok. Đấy, bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 160.000 bộ này nhá, bộ khẩu 12 chi tiết 160.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã kéo cắt may này. Đấy, kéo cắt may 12 inch nhá, kéo cắt may 12 inch, hàng của Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đây, đấy, Made in Japan này, quá ok. Dòng này thì bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, khâu là khâu đồng luôn này. Đấy, khâu đồng, tay cầm tay cán, xịn cực kỳ, sắc bén dã man luôn này, cắt các bác luôn nhá. Những cái dạng giấy bóng mềm này, con nhìn này, cắt này, phát một này, gọi là đưa kéo lách qua cái đứt luôn. Nói chung là sắc lắm, con này em bán rất nhiều. Đây con nhìn này, đấy. Đây, đấy thấy không? Sắc kinh khủng khiếp luôn. Đó, kéo. Kéo may nhá, kéo may kéo cắt vải Made in Japan, xịn cực kỳ. Kéo may 12 inch nhá, đấy, về chuyên cho các bác thợ thuyền cắt vải cho các bác sử dụng gia đình. Mình cắt vải, mình may vá cũng ok luôn nhá. 100 mấy nhỉ? 150.000 một cái nhá, 150.000 một cái kéo cắt may của Made in Japan này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là kéo cắt may 12 inch nhá. Kéo cắt may, kéo may 12 inch, giá sẽ là 150.000 một cây. 150.000 một cây kéo cắt may nhá. Đấy, 150.000 một cây thôi. Hàng Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đó, bao sắt các bác dùng luôn. Tiếp theo thì em lên thanh lý bác cái mã chảo luôn. Đấy, em còn ít nữa em thanh lý nốt bác luôn là bữa trước đang bán là 180.000, em còn ít nữa em xả luôn bác, giá sẽ là 100.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tủ ong. Đấy, chảo tủ ong. Con này đường kính chảo của nó sẽ là 28cm nhá. 28cm. Giá sẽ là đi 100.000 thôi. Xả luôn bác, bán nhanh luôn 100.000. Đấy, về các bác rán xào nấu vào con này cũng quá ok luôn. Đấy, đây này. Nó thiết kế theo dạng hạt kim cương này. Về các bác rán này, xào này, nấu này ok luôn. Đấy, về các bác rửa sạch sẽ đi, sau đó là các bác cho lên các bác là dùng thôi. Đấy, rán xào nấu ngon lành luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là chảo tổ ong. Đấy, thiết kế theo dạng tổ ong này. Sử dụng rất ok nhá. 28cm nhá, 100.000 một cái. Đấy, con này sử dụng bếp từ cho em thoải mái luôn. Có phần tay cầm, nói chung thiết kế rất chắc chắn mà giá bình dân. 100.000. 100.000 này giá bên em sẽ bán nhanh luôn đấy. Đấy, còn ít nữa các bác chốt nhanh cho em nhá. Đấy, 100.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Rán xào nấu ngon lành, đường kính 28cm nhá, 100.000 một cái.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ dao 6 món của thương hiệu Asaka Japan này. Bộ này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả cái bộ luôn. Bữa trước đang bán nó là 170, hôm nay em về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 130.000 các nhá, 130.000. 130.000 giá xả nhá, đang giá xả cuối năm, gần cuối năm bác luôn này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bộ dao 6 món. Đấy, bộ dao 6 món này. Dao 6 món nhá. 130.000 bộ này có nhá. Đây bộ này sẽ gồm có là một cái giá đỡ này. Một cái giá đỡ nhá, một cái giá đỡ cực kỳ xịn luôn. Đấy, và đi kèm là những con dao để em quay chi tiết bác coi. Nói chung bộ này đẹp, về dùng gia đình là quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác nào dùng gia đình thái thiết các thứ, con này quá ok, bộ này quá ok luôn. Xịn cực kỳ mà đẹp. Sắc bén, dùng ok. Đây. Đây cái giá đỡ này về được bác để dao được kéo vào này. Còn là bên trong này sẽ gồm có một cây kéo này để các bác cắt thức ăn này. Cắt thịt, cắt hà, cắt rau củ quả ok. Đấy, sắc bén cực kỳ, cắt ok luôn. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này. Đấy, các bác nào mà dao kéo nhụt quá mình có thể lấy cái này các bác liếc qua cho em một lượt là sắc bén ngon này luôn. Đấy, một cây liếc mài nhá. Một con dao một con dao thái này. Con này là chuyên để các bác thái lọc phi lê này. Đấy, dùng con này ok. Asaka Japan xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây thì sẽ có một cái con dao thái bản to. Đấy, nhiều bác thích thái cái con bản to này để các bác dùng để thái thịt bò thứ này. Đấy, dùng con này ok luôn. Đấy, con này con thái bản to nhá. Đấy, cũng là hàng liền thân luôn. Xịn cực kỳ sắc bén lắm. Tiếp theo nữa thì là đi một con dao chặt nhẹ nhá. Đấy, các bác chặt nhẹ nhàng. Đấy, các bác dùng con này hoặc là băm. Các bác dùng con này, các bác băm cũng ok luôn. Asaka Japan cũng hàng liền thân luôn nhá. Đấy. Một bộ này là bao gồm là 6 món này, một cái giá đỡ này. Là 1 này, cây kéo là 2 này, một cái liếc mài là 3 này. Đấy, với lại 3 con dao nữa là 6 này. Đấy là tổng chọn một bộ nha. Là 6 món thì giá thì chỉ có 130.000 một bộ thôi. Mà hàng bao sắc bao xài bác luôn. Đấy, tại vì các bác không mua. Giá đang được giảm giá thanh lý xả kho bác rất rất rẻ luôn nhá, rất rẻ luôn. Bộ dao của Asaka Japan nhá, 130.000 bộ nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái típ keo đa năng xanh đen này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái típ keo đa năng xanh đen nhá. Một típ này là 60g. Đấy thì bên em bán cho bác là lẻ một cái típ như này, một cái hộp như này là 20k nhá, 20k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ có lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng này. 20k một típ keo đa năng này, 20.000 típ. Còn khi mà các bác lấy 3 típ nhá. 3 típ giá của nó sẽ là đi 50.000. 50k cho 3 típ nhá. 50k 3 típ, còn lấy một típ lẻ là 20.000 tùy nhu cầu nhá. Cái này keo này dính chắc chắn lắm. Mà lưu ý cho em là cái keo này các bác phải để chết trong vòng 48 đến 72 giờ thì nó mới phát huy tác dụng nhá. Chứ còn các bác muốn dính nó ăn ngay như 52 thì nó không dính đâu. Đấy, em nói luôn đấy, không đến lúc về các bác tưởng nó dính như 52. Nó phải để chết. Còn khi mà các bác để chết trong 48 đến 72 giờ là nó cứng như là đá luôn, cứng lắm. Cái này các bác nó dính, nếu mà để đúng thời gian nó dính chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dính đa năng các thứ là dính lên tường tiện cực kỳ. 20k một típ nhá, còn lấy lẻ 3 típ là 50.000. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này dính cực kỳ ngon nhá. Quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 2. Nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng, bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn, được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tip như này cho nó dễ. Giá ok quá nhá. Đấy, về các bác có thể là dính được đa năng rất nhiều vật liệu khác nhau nhá. 20k một típ, lấy 3 típ là 50.000. Lẩu đa năng này đấy, của Osaka nhá, rất xịn sò luôn. Cái này thì tiếp tục hàng về, đấy, bắt đầu đang vào mùa đông rồi này. Đấy, rồi là các bác tiết nhất em lẩu luyện này, mua cho em con này về, xịn cực kỳ luôn. Con này dùng bền lắm các bác nhá. Dùng bền. Chất lượng. Hàng hàng đẹp mà giá nó vừa phải. Dễ mua quá. Đấy. Sản phẩm này thì các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi là
các bác có thể xào nấu ở trong cái nồi luôn, nó tiện cực kỳ. Đấy, mục đích chính của nó thì chủ yếu dùng để ăn lẩu, nhưng mà các bác có thể dùng được trong nhiều cái mục đích khác nhau. Đấy, ví dụ như là xào, nấu, thậm chí là các bác có thể chiên rán vào đây luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, trong này có giấy hướng dẫn sử dụng các thứ này, mô tả này. Đấy, có đầy đủ luôn. Sản phẩm này sẽ có công suất là 1350W nhá. Đó, điện 220. Đó, bảo hành 12 tháng luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, rất nhiều các món ăn đây này, các nhìn này. Đấy, được nấu bằng cái nồi này nhá. Đó, con này thì cái đường kính của nó sẽ rơi của tầm 28 cm, nó dung tích của nó là đi 3,5 lít nhá. Đấy, khá là to luôn, nếu các bác ăn lẩu dùng con này rất ok, nồi to ăn lẩu thoải mái luôn. Ví dụ nhà còn tầm 5-7 người ăn nồi lẩu con này là thoải mái luôn, vì nồi của nó dung tích to, dung tích của nó lên đến là 3,5 lít luôn. Đấy, trong nồi này tráng một lớp chống dính, không lo bị cháy hay là vấn đề gì cả, nên là các bác có thể rán xào nấu ở đây thoải mái, rồi là ăn lẩu ngon lành luôn. Đây là cái cổng nguồn, dây nguồn nó thì về các bác cấp điện vào cái này là xong. Đây, ngoài ra thì nó có cả vung luôn này. Đấy, vung bằng mặt kính cường lực trong suốt luôn nhá. Đấy, mặt kính cường lực trong suốt để tiện các bác theo dõi đồ ăn bên trong. Và có cả một cái khay hấp luôn, tiện cực kỳ. Đấy, các bác có thể mua về thích ăn lẩu thì mình ăn lẩu, không thì mình có thể hấp được luôn. Thì nó sẽ có một cái khay hấp như này, các bác để vào đây. Đó, cho nước vào bên trong, sau đó là các bác để đồ ăn thứ đây các bác dùng để hấp. Đấy, ví dụ như hấp tôm, hấp bánh bao các thứ này. Đấy, các bác cho đây các bác hấp được luôn. Đấy, một con nồi mà các bác có thể nấu đa năng rất nhiều món, nấu canh, xào, nấu, hấp, rồi là đặc biệt là ăn lẩu vào đây rất ok thôi nhá. Đấy, vùng viếc đây thì về các bác bắt ốc và là các bác xài thôi. Đấy, thì em báo giá luôn nhá, giá đợt này nó về cái lô này rất là xịn luôn. Cái này thì em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi lẩu Osaka. Đấy, nồi lẩu Osaka, nồi lẩu này, nồi lẩu đa năng nhá, nồi lẩu đa năng Osaka, giá của nó sẽ là đi 300k thôi. Đợt này nó về cái mức giá này, giá rất là rẻ luôn đấy. Bao ship cho bác tận nhà luôn nhá, bao ship tận nhà luôn nồi lẩu đa năng Osaka nhá, 300.000 một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bao dùng bao xài, bảo hành cho bác luôn nên các bác yên tâm dùng nhá. Đầy đủ phụ kiện về là các bác chỉ việc bóc ra. Đấy, lắp cho em mấy cái nắp vung có thứ vào là ngon lành là các bác xài thôi. Đấy là một bộ nồi như này, nồi lẩu Osaka đa năng như này là 300.000, bao ship tận nhà nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Là nồi cực kỳ dày dặn chắc chắn nhá. Đây, ở đây nó có cả cái phần quai bê này. Đấy, thiết kế nó rất là thông minh, chắc chắn. Ok các bác nhá. 300.000 bao ship nhá. Nồi lẩu đa năng nhá, hấp hiếp rồi là xào nấu, nấu lẩu trong này ok luôn. 300.000 một cái, bao ship, dùng điện 220, dung tích là 3,5 lít các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bộ set đĩa tròn 5 cái của Đức này. Đấy, cái này thì đã bao tiền như thế rồi. 100.000 một bộ thôi các nhá, chỉ có 100.000 bộ thôi. Về các bác dùng để bày thức ăn, bày hoa quả, bày đồ đạc lên đây rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set đĩa tròn. Set đĩa tròn này, set đĩa tròn 5 cái nhá. Set đĩa tròn 5 cái của Đức nhá. Hàng của Willing này. Đó, 5 cái 100k. 100.000 bộ này. Đấy, nó sẽ gồm có 5 cái từ to đến nhỏ đây. Đấy, như trên hình các bác đang coi đây. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cái nhá, 5 cái rất xịn sò ok nha. Sẽ có là cái nhỏ nhất này, to này, to một chút nữa này. Đấy, cả một cái khay to này. Đấy, đĩa rất là đẹp, bóng, đẹp, dày. Đấy, có thấy không? Bóng, thiết kế làm rất đẹp luôn. Đấy, về các mình có thể là bày hoa quả đây này, bày đồ khô, đồ tươi, các thứ được hết cho em luôn. Đấy, bày lên nhìn rất là sang trọng, lịch sự, rất là đẹp nhá. Đấy, làm rất đẹp luôn. Đấy, một cái bộ này là 5 khay thôi nhá. Chỉ có 5, cái bộ chỉ có 5 khay mà giá nó chỉ có 100.000 bộ thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Về các bày biện đồ ăn thức uống như mình nên nhìn rất là sang trọng, lịch sự và đẹp nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ set đĩa tròn 5 cái nhá, của Willing của Đức thôi nhá. Là 100k một bộ đâu nhá, 100.000 bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho luôn các bác đó là cái vỉ nẹp dây điện 20 cái này. Đấy, một cái vỉ này là nẹp là 20 cái nẹp để nẹp dây điện nhá. Cái này thì về các bác không cần phải đục lỗ gì. Nó sẽ có kèm một cái miếng băng dính này, một cái miếng băng dính bên trong. Đấy, về các bác bóc ra sau đó các bác tách ra. Đấy, các bác lấy ra từng cái một. Đấy, vào đây nó có một cái miếng băng dính này. Đấy, các bác tách ra từng cái một nha. Đây này, nó có từng cái một, các bác bóc ra các bác dính vào cái mặt này. Và các bác ôm vào tường và cái dây điện này các bác lách nó vào cái lỗ này là xong. Đấy, khi mà các bác muốn dây điện đi nó gọn gàng nó đẹp thì các bác dùng cái này cho em rất là ok nhá. Đây. Đấy, ở đây nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Đấy, lau sạch. Bước 1 lau sạch, bước 2 là dính mà dính nó bóc ra, bước 3 là các bác dính tường và các bác chèn dây điện vào. Đấy, bước 4 thì khi mà sử dụng kết quả nó sẽ như này. Đấy, khi mà đi cái đường dây điện nó rất là đẹp, nó không bị lôi thôi nhá. Đó nhá.
Một cái vỉ này là 20 cái nhá, một vỉ là 20 cái, bao gồm cả cái miếng dính bên dưới luôn. Về các bác chỉ việc bóc dính vào là xài thôi, là 20.000 một vỉ nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ nẹp dây điện nhá. Vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá. 20 cái, giá của nó sẽ là 20.000 một vỉ này. Đấy, chỉ có 20.000 một vỉ thôi. Đi đường dây điện của nhà các bác là đẹp hơn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Sớm biết có loại kẹp dây điện này có thể đi dây trên tường mà không cần đục lỗ thì tường nhà tôi cũng không phải đóng nhiều đinh như này nữa. Chỉ cần bóc ra và dán nó lên tường, đẩy dây điện vào, thế là xong. Không đấy, chỉ gọn gàng mà còn đẹp mắt đấy, nữa. Về các bác chỉ việc có thể sử vào. Dụng cho hầu hết mọi loại dây trong nhà. Đó con thấy không? Sớm rất biết đẹp có luôn nhá. Dây điện này có thể đi dây trên tường mà không cần đục lỗ thì tường nhà tôi cũng không phải đóng nhiều đinh như này nữa. Chỉ cần bóc ra và dán nó lên tường, đẩy dây điện vào, thế là xong. Không chỉ gọn gàng mà còn đẹp mắt nữa. Có thể sử dụng cho hầu hết mọi loại dây trong nhà. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá, 20 cái này. Giá của nó sẽ là 20.000 một vỉ này. Đấy, bao gồm cả miếng dính luôn các bác nhá. Một cái sản phẩm rất là hay này. Đấy, thì bên shop cũng mới về hàng luôn, đó là cái ống nhòm của thương hiệu Galileo nhá các bác nhá. Ống nhòm thương hiệu Galileo, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Mà dùng cực kỳ chất lượng này. Đó, ống nhòm Galileo về các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác này. Đấy, đi kèm cho có cả túi đựng luôn các nhá. Cả túi đựng luôn. Hàng của Galileo rất chất lượng nhá. Đây. Em báo giá luôn thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái ống nhòm của thương hiệu Galileo. Giá sẽ là đi 270.000 một cái, bao ship cho bác tận nhà luôn. 270k nhá. 270.000 bao ship tận nhà ống nhòm nhá. Đó, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác các bác ngắm cảnh ra ngoại này, các bác muốn nhìn xa thì các bác dùng cái ống nhòm này cho em. Đấy, nhìn xa nhìn ống nhòm cho em. Đây, đấy, thiết kế rất chắc chắn, đẹp. Đây cái thấu kính của nó này, thông số là 20 x 50 này, 168mm trên 1000mm nhá. Đấy, cái này các bác cứ nhìn cho em khoảng tầm 2 cây số. Ở đây thì nó sẽ có một cái vòng chỉnh này. Đấy, vòng chỉnh độ mờ này, độ nét này. Đấy, rất ok. Và đây là cái chỉnh theo mắt của bác này. Đấy, cái này thì nó chỉnh được một bên nhá, chỉnh một bên, chủ yếu là cái bên cái mắt chính của bác nhá. Về các bác tháo mấy cái này ra. Đấy, và các bác mở ra. Đó, sau đó các bác nhìn vào đây và các bác ngắm thôi. Cái này nhìn rõ lắm. Em bán nhiều, dùng ok lắm. Ngắm cực kỳ rõ luôn, dùng thích cực kỳ luôn nhá. Đó, ống nhòm của thương hiệu Galileo, 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ ống nhòm 270.000 một cái, bao ship. Hàng rất chắc chắn luôn, thiết kế bên ngoài này toàn bộ bằng kiểu dạng nhựa cao cấp ấy, cầm chắc chắn cực kỳ, cầm chắc tay cực kỳ luôn. Đó, đây các bác có thể điều chỉnh theo cái cữ bắt này, cụp vào này, mở ra này, rất ok luôn nhá. Đó, thiết kế rất là xịn sang, đẹp chắc chắn. 270.000 một cái thôi, của Galileo nhá. Đấy, thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái túi gừng ngâm chân này. Đấy, bắt đầu vào mùa lạnh rồi. Đấy, bắt đầu chân tay các bác thứ là nó lạnh này. Thì các bác mua cho em cái túi gừng ngâm chân này về. Đấy, nó chiết xuất là từ bột gừng tinh khiết nhá. Đấy, kết hợp với lại nhiều những cái thảo dược khác nhau. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Một cái túi như này là 100 cái túi nhỏ bên trong. Đó, về các bác xài sử dụng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi gừng ngâm chân. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá. Một hộp là 50k. Đấy, 50k. Về các bác xài mỗi lần, ví dụ các bác ngâm thì các bác cứ lấy cho em vài ba gói ra. Đấy, bắt đầu là các bác đun một ít nước lên, các bác thả vào, hoặc mình có thể là đun thả luôn vào xong mình đun sôi được, sau đó các bác dùng cái nước đấy các bác ngâm chân, rửa tay rửa chân cho nó ấm, giữ ấm cơ thể đó nhá. Cái này mở ra mùi gừng thơm lắm. Thì đây nó sẽ gồm có những cái túi nhỏ nhỏ này, em chiết xuất từ bột gừng rồi các thảo dược khác nhau. Đấy, về các bác thành phần chính là bột gừng. Đó, về các bác sử dụng dùng để ngâm chân, giúp giữ ấm cơ thể này, rồi là lưu thông mạch máu khí huyết các bác nhá. Đấy, giúp cơ thể là tốt cho sức khỏe, nói chung là rất là nhiều tác dụng cho sức khỏe. Đó, một túi này là 100 gói nhỏ này luôn, mà giá chỉ có 50.000 thôi. Về các bác xài. Đấy, mỗi lần các bác lấy cho em khoảng tầm vài ba túi này các bác ngâm. Đấy, ngâm dần. Đấy, đặc biệt trong cái mùa lạnh, mùa bắt đầu nó chuyển mùa ra mùa này. Đấy, tình trạng ốm yếu các thứ xảy ra rất nhiều. Mua này về ngâm chân rất là tốt cho sức khỏe nhá. 50k một túi gừng ngâm chân nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, đó là cái chổi cọ sàn gạt nước này. Đấy, các bác mua cái này về dùng hay lắm. Các bác vừa cọ được sàn. Đấy, cọ sàn, cọ sân gạch, rồi là sân đá hoa, rồi cọ sàn nhà vệ sinh, nhà tắm rồi. Đấy, và sau khi mà các bác cọ xong thì cái này nó có cả một cái phần bên là cái phần gạt này. Đấy, mình vừa cọ được, sau đó mình có thể là gạt khô nước đi được luôn nhá. Cọ sạch cực kỳ luôn. Đấy, thì về các bác đấu nối các lắp vào thôi. Các bác lấy trong cái đầu này. Đấy, các bác lắp nó khớp vào đây. Đấy, nó kêu mình tạch cá là các bác khớp vào luôn. Và bắt đầu là các bác xoáy những cái phần ống siết này vào. Đấy, là các bác xài sử dụng.
Đấy, cái này phần này các bác gạt nước ở cái phần mặt nền các thứ là nó sạch khô luôn. Đấy, cái này gạt thích lắm. Cái này em bán cực kỳ nhiều với thiết kế này, theo kiểu dạng vát vát này. Các bác cọ những chà những cái phần vị trí góc ngách các thứ là cọ sạch cực kỳ luôn. Đấy, đặc biệt là cọ nhà tắm, cọ nhà vệ sinh nha. Các bác để lâu rêu rớt các thứ giờ nó rất là trơn. Thì các bác mua này về các bác cọ qua một lượt cái là sạch sẽ ok luôn. Nó đỡ bị trơn trượt, đỡ bị ngão nhá. Đấy, ok. Một cái cây chổi cọ sàn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50 ngàn nhá, 50 ngàn một cái. Ở đây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn là 50k nhá, 50k một cái này, 50 ngàn một cái thôi. Giá hạt rẻ bình dân mà mua một được hai. Đấy, vừa cọ sàn vừa gạt được cả nước, tiện cực kỳ. Đấy, chắc chắn ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng thích lắm. Đây, đấy, các bác dùng để cọ sàn này. Đấy, cọ ngóc ngách các thứ tiện cực kỳ luôn. Có thể xay tự do, dây trượt kín cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trai ở đâu thì cũng có cần gạt nước ở phía sau. Đấy, có cái chỗ gạt nước này, đấy có thấy không? Các bác cọ xong xong cái các bác dùng cái này các bác gạt nước ngon cực kỳ. Đấy, tức là các bác vừa cọ được sàn, vừa gạt nước tiện, rất ok. 50 ngàn một cái nhá. Cái lên mã em sẽ cái chỗ cọ sàn gạt nước nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái đèn cắm trại này. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái đèn cắm trại nhá. Đấy, cái này thì giá nó sẽ là đi 90 ngàn một con. Đấy, cứ lên mã em sẽ là cái đèn cắm trại. Đèn cắm trại này 90k nhá. 90 ngàn một cái con đèn cắm trại này thôi. Giá hạt rẻ mà đẹp cực kỳ. Đấy, thiết kế rất là sang trọng nhá. Các bác về sử dụng dùng để decor trang trí này, dùng làm chiếu sáng quá ok luôn. Đây, các bác xách đi xách lại thì rất là đẹp nhá. Đấy, đặc biệt là trong những hôm mà trời mất điện này, mất đóm này, hoặc là các bác muốn xách mang đi mang lại này, chiếu sáng đường đi lối lại cũng ok luôn. Đấy, đây nó có phần móc đeo, xách rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là thiết kế này. Đấy, đây công tắc bật nhá. Đấy, cái này kiểu dạng một cái dạng chiết áp để mình có thể là tăng giảm độ sáng bằng cái công tắc này luôn. Đấy, các bác thích giảm xuống có phần giảm, thích sáng lên có sáng lên. Đây, đấy sáng mắc này, này. Đấy, cho giảm xuống này. Đấy, sáng mắc lên này. Đấy, bằng cái công tắc này luôn. Đấy, bật tắt cũng bằng ngay luôn. Và cái hay này của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin là cái pin 18650 nhá. Đấy, cái pin 18650, cái pin này thì rất là dễ dàng thay thế và mua. Và bên em cũng đang bán cái pin này luôn. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin thì bên em đang bán cái viên pin 18650 như này với giá là 20 ngàn một viên nhá, 20 ngàn một viên thôi. Đấy, thì mình có thể mua thêm cái pin này về các bác làm pin dự phòng. Còn nếu không thì khi mà dùng hết pin thì các bác lấy cho mấy cọng dây cáp sạc ở trong này ra. Ở trong nó có một cái cọng dây cáp sạc. Đấy, các bác cắm sạc cho nó. Đấy, ở đây nó có phần chân cắm sạc này, sử dụng chân tai xi. Đấy, các bác cắm sạc cho cái đèn này là các bác xài thôi. Là rất là ok. Đấy, khi nào mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc. Và khi nào mà sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng, có thế thôi coi nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em ra là cái cây đèn cắm trại nhá, cây đèn cắm trại 90 ngàn một cây nhá, 90 ngàn một cây. Thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự và rất ok. Đây. Đấy, sáng cực kỳ, sáng lắm coi nhá, sáng cực kỳ luôn. 90k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá, 90 ngàn một cái. Tiếp theo thì em lên bác đó là cái bình mã hàng đó là cái bình lọc dầu thừa này. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái bình lọc dầu thừa nhá. Các bác nào mà hay nhà hay có dầu dầu hoặc thức ăn dầu thừa đấy, dầu thừa thì các bác mua những cái bình này về. Đấy, ví dụ dầu mình đang chiên có một lần vài lần mình vẫn có thể tái sử dụng được thì các bác mua cho cái bình này về. Đấy, thì một cái bình này nó sẽ gồm có là một cái bình lọc nha. Đấy, và một cái bình chứa nha, dung tích là khoảng tầm 1.2 lít nhá, 1.2 lít. Đấy, và một cái màng lọc nha. Đấy, và một cái nắp đậy. Đấy, mà khi mà ví dụ những cái dầu thừa mà nó nhiều cặn, các bác cho qua đây cái dây này, cho qua cái dây này các bác lọc này. Đấy, nó có một cái dây này các bác lọc lọc qua đây và cái dầu thừa nó sẽ sạch. Đấy, và sạch thì mình có thể là sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, và mình có thể tái sử dụng được cái dầu thừa này nhiều lần. Đấy, cái này thì chuyên các bác dùng để dọc lọc dầu thừa, hoặc mình có thể là ngoài lọc dầu thừa mình có thể lọc được nhiều thứ. Đấy, ví dụ như cứ dung dịch này được. Đấy, lọc cặn các thứ là các bác mua cái bình này về, tiện cực kỳ luôn. Dùng tim 1.3 thì cũng khá là lít 2 nhá, khá là thoải mái để các bác xài rồi. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bình lọc dầu thừa nhá. Bình lọc dầu thừa giá sẽ là đi 50 ngàn một cái nhá, 50 ngàn một cái thôi. Đây, bình lọc dầu thừa này, bình lọc dầu thừa nhá, 50k thôi, 50 ngàn một cái này, giá quá rẻ luôn. Đấy là bao gồm một bình, một cái dây dây lọc và một cái nắp đậy đi kèm. Đấy là 50k thôi, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hai lắm. Đấy, dùng tiện trong nhà bếp các thứ gia đình rất là cần. 1 lít 2 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác luôn, đó là cái mã hàng là cái bếp ga du lịch này. Đấy, bếp ga du lịch các bác cứ lên mã với em sẽ là bếp ga du lịch hoặc bếp ga mini. Giá cái này thì bên em đang gửi bác là 100 ngàn một cái. Về thì mình chỉ việc mua cái bình ga mini
các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, tiện việc mà đi du lịch này, đi chơi, đi cắm trại, đi picnic này, hoặc ví dụ các bác nào ở một mình đấy, không cần quá nhiều thứ linh kính cồng kềnh thì các bác mua cho con này về, tiện cực kỳ luôn. Đấy, về lắp bình ga đây, có cả cái đánh lửa tự động luôn. Đấy, có cả đánh lửa tự động luôn này, các bác nhìn này. Đấy, về chỉ việc là lắp bình ga vào, nhích ga lên cho em một chút. Đấy, nhích ga một chút này, mở cái van ga ra. Đấy, đây nó có phần mở van ga, các bác ấn em cái đánh lửa cái thế là ok luôn. Đây có bốn cái chân kiềng bên trên thì các bác để xong nồi cho chắc chắn là bốn cái chân kiềng bên dưới là luôn, bốn cái chân bên dưới luôn. Đấy, các bác xòe mở ra để các bác để cho chắc chắn luôn, quá ok, thiết kế rất là chắc chắn, xịn sò ok nhá, thiết kế chắc chắn lắm, cầm nặng trịch tay luôn. Đó thì một cái bếp ga mini này, bếp ga du lịch nha, bên em đang gửi bác là 100k một triệu nhá, thiết kế cực kỳ ok, 100k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bếp ga du lịch hoặc bếp ga mini, thiết kế nhỏ gọn chắc chắn, 100k nhá, 100k bếp ga mini du lịch nhá, 100k một cái thôi, giá hạt rẻ bình dân mà tiện cực kỳ. Đấy, có cả đánh lửa tự động nhá, tiện quá ok luôn. Đấy, xài ok luôn, mã bóng mới luôn, đó là cái mã bóng 5 cánh nhá, nhiều bác hỏi quá thì đây về thêm cho cái mã bóng 5 cánh, nó thay thế cho cái dòng 4 cánh em đang bán hết à, thì các bác có thể dùng sang cái con 5 cánh cũng được. Đấy, công suất của nó thì cũng là 100W này, sử dụng cho em là điện 220, và dòng này cũng là dòng siêu sáng luôn, sáng lắm ạ. Đây, đấy, công suất 100W nhá. Đó, điện 220, dòng sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đây, đấy, nó thiết kế theo dạng hình cánh quạt này. Đấy, các bác nào mà dùng gia đình này, đấy, dùng những cái dòng không gian rộng hoặc lán trại thì có thể tham khảo cái này nhá. Đấy, 100W khá là sáng luôn, dùng gia đình thì cũng thoải mái luôn. Rồi là sử dụng những cái chỗ diện tích rộng, ví dụ như là ngoài sân rồi sân vườn cái thứ là cần ánh sáng gọi là vừa đủ. Đấy, để các bác sử dụng gia đình thì cũng là hợp lý luôn. Đó thì con này thì giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn bóng đèn 5 cánh nhá. Bóng đèn 5 cánh, bóng đèn 5 cánh thì sẽ có giá là đi 130.000 nhá, 130.000. Bóng 5 cánh này, bóng đèn 5 cánh 130.000 cho một quả này. Đấy, bữa trước đang bán cái bóng hết, đang bán cái bóng 4 cánh nhưng mà cái bóng 4 cánh là nó không hàng ạ. Đấy thì em nhập cho bác về cái bóng 5 cánh thì các bác thay thế nó hơn nhau chỉ có 10-20.000 thôi. Đấy, nhưng mà về chất lượng thì nó sẽ sáng hơn một chút. Đấy, cũng như là nó chắc chắn mà nó đẹp hơn. Đó thì đây. Đấy, bác nào không thích số 4 thì mình có thể chuyển sang số 5 thì nó sẽ sáng là 50 cánh này và cả một cái vòng tròn giữa như này. Đấy, rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. Đuôi của nó sẽ là sử dụng đuôi xoáy 27 các bác nhá. Đấy, đuôi xoáy 27 rất ok. Bóng 5 cánh nhá, 130.000 một quả này. Đấy, 130.000. Ngoài ra thì vẫn có bên em vẫn có bán cho các bác cái dòng bóng 8 cánh nhá. Bóng 8 cánh thì vẫn có hàng. Bóng 8 cánh thì giá của nó sẽ là 190.000. Đấy, con này thì bác nào mà sử dụng những cái dòng nhà xưởng này, đấy, rồi là cần những cái ánh sáng mà cực kỳ sáng. Đấy, cần những ánh sáng cực kỳ sáng thì các bác dùng cho em quả này. Quả này của nó thì sẽ có công suất là 200W nhá. Đấy, cũng là đuôi xoáy sử dụng điện 220. Con này thì sáng dã man con ngan luôn. Và anh em cũng đang dùng cái bóng này để chiếu sáng đây. Đấy, cũng đang dùng cái bóng này để chiếu sáng cho bác, để quay video bác đây được. Nhìn các bác nhìn nó nát này này nhưng mà vẫn rất là sáng nha các bác nhìn này. Đấy, em dùng chỉ có ít bóng thôi, một giải bóng thôi nhưng mà rất là sáng. Đấy, quay video bác thực tế các bác coi đây. Đó, rất ok nhá. Đấy, rất sáng luôn. Dòng này thì siêu sáng rồi. Con 8 cánh này giá của nó sẽ là 190.000 một quả nhá. 190.000 một quả bóng 8 cánh nha. Đó, 190k. Giá cũng rất là rẻ bình dân mà cũng rất là sáng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng 8 cánh. 8 cánh thì sẽ có giá là 190.000 một quả nhá. 190.000 một quả bóng 8 cánh nha. Thì còn cái dòng 5 cánh này thì là 130.000 thôi nhá. Và tiếp theo thì đây tiếp tục lại về cho bác cái mã hàng, đó là cái túi ngăn con nhiệt 164 ống nhá. Đấy, bữa trước đang bán không hết hàng, mai thì hàng nó tiếp tục về này. Đấy, một túi này là 164 ống, có các kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này, nó từ 1 ly cho đến 10 ly nhá. Đây, trong này nó có đóng gói riêng từng mã một luôn này. Đấy, từ mã nhỏ nhất cho đến mã to nhất có đóng gói riêng từng túi một này luôn, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng làm. Đấy, không sợ bị lẫn nhá. Đấy, về các bác dùng để hơ cho nó co vào nhá. Cái này thì nó rất dễ dùng thôi, về các bác chỉ việc là dùng nhiệt các bác hơ, dùng bật lửa hoặc là các bác dùng nhiệt kho nhiệt rồi các bác hơ thì nó sẽ co vào thôi, có thế thôi, dễ dùng cực kỳ. Đó thì về các bác dùng để phủ bao phủ những cái đầu dây điện nó bị hở rồi, nó rất là an toàn nhá, chịu nhiệt tốt, chống cháy, chống chập rất ok. Đấy thì một cái túi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một túi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi gen co nhiệt 164 ống nhá, 164 ống. Một túi này là đi 20k thôi. Đấy, giá có bình dân có 20.000 một túi thôi. Về các bác xài thoải mái luôn, mua một túi về chắc là xài vài ba năm hết. Đó, giá hạt rẻ mà dùng ok.
túi gen còn nhiệt nhá, 164 ống, 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn bác, đó là cái bình tông của Bộ Quốc phòng này. Đấy, CCCP này. Đấy, hình búa liềm này. Bình tông của Bộ Quốc phòng nhá. Bình tông này sẽ có dung tích là 2 lít nhá. Có đi kèm với bác là cả một cái bao da này, các bác đựng rất là xa. Đấy, còn đây bên trong đây. Bình tông inox rất dày, rất là chắn, có phần nắp này. Nắp này có thiết kế rất là thông minh, là có cả cái chỗ nó thiết kế là cái phần nắp nó dính đây. Đấy, khi mà các bác xài sử dụng không lo nó ấy nhá, không lo nó bị rơi mất nắp nhá. Đấy, còn đây bên trong đây. Về các bác có thể đựng rượu, đựng nước này, mang đi chơi, đi du lịch, đi công tác, đi dã ngoại, đi cắm trại này, sử dụng trong rất nhiều việc khác nhau. Mình mang rượu, mang nước, mang những cái chất lỏng là đi rất là tiện nhá. Đấy, và đi kèm là một cái bao da nữa. Đấy, các bác đựng vào nhìn rất là sang. Cái bao da này có cả cái phần quai đeo. Đấy, mình có thể đeo chéo người. Rất tiện dụng, mang đi mang lại cực kỳ hay. Đó, tiện lắm, đẹp lắm. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, bình tông của Bộ Quốc phòng nhá, hàng của Bộ Quốc phòng, rất xịn sò, ok. Cái này thì bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 110.000 một cái bình tông nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bình tông 2 lít nhá, bình tông dung tích 2 lít này. Đó, giá sẽ là 110.000 một cái thôi. Chỉ 110.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 110k, dung tích 2 lít này. Đấy, đi kèm là một bình và một bao da đi kèm luôn. Đấy, có cả quai đeo xịn sò, ok, chắc chắn lắm. Hàng mới nguyên trong bao bì này luôn. Đó là 110.000 một cái nhá, dung tích 2 lít, đựng thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác, đó là cái bút bi của Thiên Long này. Đấy, đầu bút 0.5mm nhá. Hàng của Thiên Long rất xịn sò luôn. Một hộp này là 20 bút thôi nhá. Giá sẽ là đi bao tiền nhỉ? 25.000 nhá. 25.000. Đây, một hộp này của nó là 20 bút này, dùng thoải mái luôn mà giá nó hạt rẻ thôi. 25.000 các bác nhá. Chỉ có 25.000 một cái hộp bút này thôi. Là 20 cái tính ra vào hơn 1.000 cái, giá quá rẻ luôn. Đấy, hàng của Thiên Long rất xịn sò. Đây. Đấy, bút này là màu xanh nhá. Đợt này nó về cái lô đấy chỉ nguyên màu xanh thôi. Đấy, lô này về nguyên màu xanh này. Xịn sò, ok. Đấy. Giá rẻ, về các bác mua hộp về mà viết dần. Đấy. 25k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp bút bi của Thiên Long nhá. Bán là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá, vì giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, bán là bán cả hộp luôn là 25.000 hộp nha. Là 20 cái. Đó, 20 bút này. Màu xanh, đầu 0.5mm nhá. Đấy, đầu bút cao cấp này, nét viết êm này, mượt này, màu mực đẹp này, không lem này, xịn sò, ok. Bút bi nhá, 25k, hộp 20 cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da, rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các nhá, đồ da sẽ bền hơn. Đấy, thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó, thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây này, đây em có nhìn này. Đấy, thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy, các bác nhìn này đánh nha. Đấy, nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá. Xi đánh giày da đồ da thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này, đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá, 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da. Đấy. Giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, thì về các bác cho vào cái này cho. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây, nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá.
20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vỏ gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có gì đây. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước này. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi là các bác view mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ là S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái môi múc canh. Đấy, để về các bác Tết nhất này, nhà nhiều cỗ bàn các bác mua cho cái môi múc canh về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá, hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn các bác là môi múc canh thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này, cái thớ môi của nó này, nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn vì nó quá là dày vậy. Đây các nhìn này, nó dày cũng khủng khiếp luôn. Đó, thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật cũng nhá, giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá rất là hạt rẻ thôi mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền vậy. Inox 304 luôn các nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó, lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc môi múc canh, hàng dày, hàng loại một, hàng xịn luôn nhá, hàng dày loại một, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này có nhá, là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc môi múc canh. Đấy, inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác vì biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi, cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá, cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh, 40.000 một chiếc môi múc canh này có nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chui long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các bác nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy mới nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn, quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nhá, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép, rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây.
nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhé. Chặt rất vừa. Đó. Giao chặt C3 nhé, 100 ngàn một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau. Ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, Diamond Sapper này. Đấy, Diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá. Nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi Japan này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi vào một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bện vào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt ở các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy, mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở ấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở, bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc ở các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ cái típ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được, các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một típ này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một típ này là 100ml. Đấy, rất là nhiều luôn. 40k một típ, mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống, thế là xong. Ép nó xuống thế là xong, ép nó xuống thế là xong rồi nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy, các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã thì em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy, về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Willing của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em còn vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy, về các bác dùng để tết nhất mình đi chơi đi bời. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Thì ta đang có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu nào cũng đẹp luôn. Đó. Chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái, và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này, đấy đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá.
Đây made in USA đấy, made in USA rất chất lượng luôn đó, cực kỳ đẹp, phần mặt cũng rất là đẹp luôn này. Đây phần mặt rất đẹp, hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá, con lăn. Đây em bóc cho bác còn một mặt này, nó là dạng con lăn, là về bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi đấy, bình thường đang bán hơn 200 ấy. Đây mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá, rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nha, mặt con lăn. Cái con lăn này các bác dùng rất hay này, không nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không, nghĩa là nó phải đi size nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn, nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa giờ nó hay bị hạn chế, ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng, nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá. Đấy, vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây mặt cực kỳ đẹp trang nhã này, cái con này là màu đen, con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ này, 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, made in USA quá ok, hai màu nhá, màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, hai dây đây. Đấy thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá, các bác lấy màu nào được báo nha. Thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Tao bảo tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đứt 3 cây này, bộ dao đứt 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Bộ dao đứt, đấy, bộ dao đứt 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn, 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ dao đứt 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá, hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp này là 3 cây, về các bác dụng làm quà biếu tặng mua về dùng ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây em sẽ quay cho bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, logo Willing này. Đấy, có thấy không, logo Willing nhá, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn, nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn, nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn, nhìn này. Đấy, con này là con dao vừa lọc vừa thái này, một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to, các bác xài con này cho. Đấy, logo Willing này. Đấy, logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy, con này chặt chiếc các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá, hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó. Một bộ 3 cây nha. Đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ thôi. Hôm nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy, thì một bộ của nó nguyên hộp này thôi nhá. Một bộ là nguyên hộp này là 3 cây này. Đấy là một bộ này là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, của thương hiệu Willing. Sắp lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây điện 2m này, để về các bác dùng tết nhất này. Đấy, mình cắm đồ, cắm đạc, cắm nọ kia các thứ là ok này. Đấy, con này thì dây điện vàng dài 20m nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, có cả phích cắm, ổ cắm đầy đủ nhá. Đây là dây phích nguồn vào này. Đấy, còn đây là ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá, có cả chân tròn, cả chân dẹt để về các bác cắm đa năng luôn. Đấy, hàng dây lõa đồng nhá, và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây 1 chấm nhá, dây 1 chấm. Đấy, nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500, 1.500W đổ về là ok. Đó, em báo giá luôn này. Lên mã em sẽ là cái con sản phẩm là dây vàng 20m này, dây vàng 20m, giá thì bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn. 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi. 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok được ạ, thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nên em tháo cho các con này. Dây lõa đồng, dây 1 chấm nhá, đây. Đấy, dây lõa đồng, dây 1 chấm, dây cũng khá là to đấy. Đấy, về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình là ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100 luôn. Giá thì một cuộn là 130.000 thôi. Giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn. Chỉ 130.000 mà dài 20m. Về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc, dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy,
Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chúng và đập chúng vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích. Dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhào đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm. Về các bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt chân tròn là các bác cắm ok cho luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20 mét nhá. Dây vàng 2 mét. Đó. À, 130.000 một sợi nhá. Dây lõi đồng một chấm nhá. Dây lõi đồng một chấm. Đó, 130.000 một sợi này. Giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100 mét nhá. Vì em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100 mét này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100 mét nhá. Giá thì báo giá bác luôn, 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về các bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. À, đây input, input AC, input. Input là vào và output là ra. Đấy, L, N. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy. Đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, con nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này. 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra. Thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, đấy 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1 ký 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy. Thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này. Các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được khoảng cách từ 100 mét đổ về là ok. Đấy. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100 mét nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng đây em cũng lắp sẵn một bộ em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn. Con này dùng ok mà. Đấy mà giá nó bình dân. Đấy thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy thì đây em đang đấu đây. Đấy em đang đấu 1 2 này, 1 2 có nhìn này. Đấy để em zoom cho bác coi nhá. Đấy 1 2 này, 1 2 thì là vào đây. Đấy thì là vào nguồn 220 này, 3 4 là ra. Đấy, em đang cho ra cái đèn này. Đấy em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này, on này, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây. 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, on này, off này, on off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1 2 là vào và 3 4 là ra. Đấy 1 2 thì là vào nguồn 220. Còn 3 4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy ví dụ như là 3 4 này em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này, off này. Rất ok nha các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100 mét các bác nhá. Luôn đấy bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ có con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 nhá. 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1200 mét nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này. Ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. À, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000 có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay.
240.000 nhé, 240.000 thôi, vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đi kèm có cả một cái trọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô đấy để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship về nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền các bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng nguồn điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn, lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn cho bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. Giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá.
đây dòng thắt lưng của quân đội US này, đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn gì của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em và các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã em sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác
mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương rồi phun hạt to hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt đấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. À, 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50 ngàn một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị. Ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào. Sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đó, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi.
Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ ra để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính đúp có đèn trợ sáng nhá, kính đúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. À, các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn, về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chiếc A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi ở đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy đây, em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tarea. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này, đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn.
rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi view các bác cân xong các bác mãi nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đó là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi là ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi.